Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể chư vị đồng tu. Hôm nay là ngày mùng 4 tháng 11 năm 2018. Nhằm ngày 27 tháng 9 năm Mậu Tuất. Giấc nhàn đang có mặt tại tỉnh Thất Quan Âm Hiệp An Đức Trọng Lâm Đồng Việt Nam. Và hiện giờ là 10 giờ 5 phút sáng giờ Việt Nam và A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, hôm nay ngày Chủ Nhật Cộng Tu. Quý vị tập trung về tỉnh Thất Quán Âm tu niệm Phật một đêm qua. Đêm hôm qua 2 giờ khuya giấc nhàn thức dậy thì thấy cũng còn một số mấy cái nệm bị trống, chắc là đi ngủ. Tuy nhiên vẫn duy trì cái cộng tu một đêm thứ bảy đến sáng Chủ Nhật. Vì một số các Phật tử ở nước Việt Nam cũng như ở trên thế giới, họ online trực tiếp, họ vào họ cộng tu rất là tốt. Cho nên những người nào mà tu vào cái thời điểm lúc 2 giờ mấy, công đức lớn lắm. Vì sao biết không? Vì cái giờ đó là ít có ai tu đổi. Thứ hai nữa là mình làm cái biểu pháp để cho những người người ta ở tại nhà người ta, để người ta tu theo mình đó. Cho nên cái niệm một đêm duy trì đến hôm nay, giấc nhàn hết sức là hoan hỷ, tán dương công đức quý vị. Quý vị cho anh tràng pháo tay. Thưa quý vị, hôm nay giấc nhàn tiếp tục lên nói đến cái tịnh nghiệp tam phước, tức là nói đến cái chánh nhân của mười phương ba đời chư Phật. Các hàng Bồ Tát, chư Phật thành Phật không thể bỏ cái tịnh nghiệp tam phước này mà thành Phật được. 11 cái điều này Ấn Tổ nói là người tu tịnh nghiệp phải áp dụng được 11 cái điều. Thứ nhất đó là hiếu dưỡng cha mẹ. Thứ hai đó là tôn kính sư trưởng. Thứ ba đó là từ tâm bất sát, tức là lòng từ không giết. Thứ tư đó là làm 10 điều thiện. Thứ năm đó là thọ trì tam quy. Thứ sáu là gìn giữ cấm giới. Thứ bảy là chẳng phạm oai nghi. Thứ tám là phát bồ đề tâm. Thứ chín là tin sâu nhân quả. Thứ mười là đọc tụng đại thừa. Thứ mười một là khuyến tấn hành giả. Đây là 11 điều của người tu tịnh nghiệp.
phát tâm hành trì và hồi hướng cái công đức của tịnh nghiệp này về Tây Phương Cực Lạc. Đó là Ấn Tổ Ngài khai thị ở trong Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục, mà Ngài nói gọi là tịnh độ thù thắng. Có những người, người ta tu tịnh nghiệp tam phước nhưng mà người ta hồi hướng về cõi trời, thì lấy cái tịnh nghiệp tam phước vô lậu, chánh nhân của mười phương ba đời chư Phật, mà mình lại hồi hướng để sanh về cõi hữu lậu. Về cõi trời vẫn là cõi hữu lậu, tức là nó nằm ở trong tam giới là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Rồi chúng ta cũng phải bị sanh tử luân hồi. Cho nên Ấn Tổ Ngài mới nói ra là lấy 11 cái tịnh nghiệp tam phước, 4 cái đầu, đó là tịnh nghiệp của nhân thừa và thiên thừa, hiếu dưỡng cha mẹ, tôn kính sư trưởng, từ tâm bất sát, làm 10 điều thiện. Đây là cái nền tảng ban đầu của nhân thừa và thiên thừa. Nếu mất cái nền tảng này thì người này tâm không hợp với Phật, tâm người này trái nghịch với Phật, thì người này niệm Phật không được vãng sanh. Nếu mà người này là không triệt để làm 10 điều thiện thì tâm họ là tâm ác, mà người ác niệm Phật không vãng sanh. Cho nên Ấn Tổ mới nói là giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, ngăn dứt lòng tà, giữ gìn lòng thành, đừng làm các ác, vâng làm các thiện, là nói đến những người thiện nhân làm 10 điều thiện. Vì vậy cho nên đây là cái gốc. Nếu người nào bỏ qua cái tịnh nghiệp của nhân thừa và thiên thừa này, giống như là xây nhà trên cát, xây nhà trên hư không, không thể thành tựu được. Chúng tôi có nghe Hòa Thượng Tịnh Không giảng về cái tịnh nghiệp tam phước này rồi, nhưng mà cái câu kết của Ấn Tổ đó là đem cái tịnh nghiệp này quy hướng về Tây Phương Cực Lạc, tức là hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc. Cho nên này nói mới nói là tịnh độ thù thắng. Thì mấy hôm trước chúng tôi lục coi ở trên mạng, thấy cái sử liệu nói về Ấn Tổ, Ngài là hóa thân của Đại Thế Chí Bồ Tát. Có nhiều cái nguồn. Hôm trước chúng tôi nói một cái nguồn tin là đứa bé nó nằm mơ, nó thấy Đức Quan Âm Bồ Tát nói có Đại Thế Chí Bồ Tát đến Thượng Hải để giảng kinh A Di Đà, con đến đó nghe. Thì đứa bé này nó nói Đại Thế Chí Bồ Tát, thì nó không có biết đến Đại Thế Chí Bồ Tát, nó chỉ nghe đến Quan Âm thôi. Thì sáng thức dậy coi trên báo thì thấy có đăng Ấn Tổ giảng pháp tại Thượng Hải, ở trong cư sĩ Lâm. Thì khi nó đến nó mới thấy được cái tin này, hỏi Ấn Tổ là hồi đêm con nằm mơ con thấy Quán Thế Âm Bồ Tát nói có Đại Thế Chí Bồ Tát đến đây giảng kinh, chẳng lẽ Ngài là Đại Thế Chí Bồ Tát? Thì Ấn Tổ quở la rầy phủ nhận điều này, không cho cô bé này nói với ai. Và Bồ Tát Quan Thế Âm nói là 4 năm sau là Ngài vãng sanh. Đúng 4 năm sau Ấn Tổ ra đi. Đó là cái nguồn tin thứ nhất. Cái nguồn tin thứ hai, có một vị đệ tử xuất gia gọi là Bổn Không Pháp Sư. Thì vào ngày 23 tháng 9 năm 1950, Bổn Không Pháp Sư nhân kỷ niệm 10 năm viên tịch của Ấn Quang Đại Sư vãng sanh về Tây, Bổn Không định viết một bài hồi niệm về ân sư. Trước khi đặt bút viết, sư đã thành tâm thắp hương trước di ảnh của thầy, trước di ảnh của Ấn Tổ. Tối ngày thứ hai, trong giấc mộng lạ kỳ, sư đã gặp lại vị thầy của mình với tướng mạo cao lớn, hào quang sáng ngời. Sư không khỏi thắc mắc nên đã hỏi: con thấy tướng thầy hào quang chiếu rọi, chẳng lẽ thầy là Đại Thế Chí Bồ Tát? Phải, đúng đó. Thì Ngài Bổn Không Pháp Sư 10 năm qua nhớ thầy mình quá, nhân kỷ niệm muốn đặt bút viết một cái bài hồi niệm. Thì cái tâm tưởng của vị Bổn Không Pháp Sư này nhớ đến thầy của mình là Ấn Tổ,
qua đêm sau là trong giấc mơ gặp được Ấn Tổ, mà lúc đó Ấn Tổ là thân hình là Đại Thế Chí Bồ Tát. Cho nên những gì trong văn sao Ngài nói, chúng tôi đọc kỹ vào thấy giống như là Ngài ở trên cảnh cực lạc, Ngài nói nó rõ mồn một. Và cái lời của Ngài nói nó quyết đoán và chính xác, không có ngờ vực, không có nửa này nửa nọ, không có phải là tôi nói như vậy, không biết có phải vậy hay không, không phải như vậy. Cho nên trên văn, trong văn sao Tam Biên, Tục Biên, Tăng Quảng Chánh Biên, rồi lá thư Tịnh Độ thì cũng lấy từ ở trong văn sao. Đọc kỹ vào thì mới thấy Ngài nói đến pháp môn Tịnh Độ xác quyết. Một đời này chân thật niệm Phật, giữ gìn tịnh nghiệp, phát Bồ Đề tâm, tín nguyện chân thật thì sẽ được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, không có ngờ vực. Cho nên thành ra Ngài Tử Tăng, Tử Tâm Tăng Thiền Sư, có một vị tên là Tử Tâm Tăng Thiền Sư. Hôm qua chúng tôi đọc ở trong Tịnh Độ Thù Thắng, Ngài có nói: Di Đà dễ niệm, Tịnh Độ dễ sanh. Tịnh Độ là Tây Phương Cực Lạc. Bởi vì cái danh hiệu của Đức Phật, cái Di Đà, nó là một cái bản giác, nó thuận chiều hợp với cái thể tánh của mình, nó rất là dễ niệm. Khi mình chân thật mình niệm, nó có cái diệu dụng bất khả tư nghị. Còn cái niệm tham sân si phiền não ái nhiễm, nó nghịch chiều với thể tánh, khó niệm vô cùng. Nhưng mà chúng sanh của mình, bọn phàm phu chúng ta đã niệm vô lượng đời kiếp đến hôm nay, nó thuần thành rồi. Mà thực ra nó khó niệm bởi vì nó nghịch với tánh giác. Cho nên nói chúng sanh gọi là bội giác hiệp trần, quay lưng lại với tánh giác mà hợp với trần lao phiền não. Còn Bồ Tát thì hiệp giác bội trần. Bồ Tát là sống với tánh giác mà quay lưng với trần lao phiền não. Nhớ câu này. Cho nên những cái nguồn sĩ liệu mà chúng tôi mỗi lần thấy Ấn Tổ là hóa thân của Đại Thế Chí Bồ Tát, chúng tôi thấy cái lời của Ngài nói rất là chân thật, chính xác. Cảnh giới Tây Phương như thế nào, Ngài diễn bày cho chúng sanh thích thú, chán trường ta bà để vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Lời nói của Ngài nó có một cái năng lượng để mà chuyển ác hành thiện, phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Vì vậy cho nên quý vị đừng có xem thường cái bộ văn sao. Ý chúng tôi nói đừng có xem thường, tức là một số người chúng tôi đưa cái bộ văn sao về cấp đó. Bởi vì mình chưa thấy đây là một cái gia bảo gối đầu giường, và mình chưa thấy nó cần thiết. Giờ mình đang rong ruổi theo trần cảnh phiền não, được mất hơn thua, làm những cái chuyện của thế gian này. Mình chưa có quyết liệt vãng sanh, cho nên mình thấy cái lời của Ngài nó bình thường. Cho nên 5.000 bộ Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên phát hết cho mọi người, một bộ có 2 cuốn. Giờ đây 10.000 cuốn Tục Biên. Nhưng mà Văn Sao đưa cho mọi người thì hình như là họ không có thích thú bằng mấy. Bởi vì có một số người họ đọc không được, với hai họ không thích quen với cái, không thích đọc sách. Cho nên thành ra chúng tôi mong mỏi làm sao cái bộ văn sao Tục Biên, Tam Biên, Tăng Quảng Chánh Biên là đang nhập giấy về để họ chuẩn bị in 5.000 bộ, là 10.000 cuốn. Thì mong làm sao cái bộ văn sao này quý vị đọc từ từ, nó thấm lần từ từ. Cho nên người xưa người ta đọc sách không phải đọc một lần, mà người ta đọc nhiều lần. Đến nỗi Khổng Tử mà ông đọc đến đứt cái gáy sách, 3 lần đứt cái gáy sách. Mà cái gáy sách là cái sợi chỉ cột nó chắc lắm, vậy mà ông đọc đứt cái gáy sách. Vậy chúng tôi mong rằng cái bộ văn sao này quý vị cố gắng mỗi ngày đọc cho gia đình nghe. Khi quý vị có cái máy, quý vị nghe trong cái lá thư Ấn Tổ nói vào lá thư 100 bao nhiêu đó, quý vị mới lấy cái cuốn sách ra, quý vị coi, bắt đầu quý vị chép từng chữ từng chữ. Khi mà mình chép từng lời của Ngài, nó in đậm vào trong cái tàng thức của mình, nó mau khởi tác dụng. Lắng nghe chỗ này. Cái người xưa người ta không có đọc sách nhiều, người ta đọc ít thôi, nhưng mà nó có khởi được tác dụng.
khởi tác dụng, tức là họ cảm được cái lời cổ tổ và họ hành trì được. Ví dụ những cái tờ quý vị đang cầm đó, Ngài nói cái điều thứ nhất đó là gì? Tìm một chỗ chân thật, giữ lòng khiêm hạ, chết sạch hết tất cả những vọng động, chuyên tu tịnh nghiệp. Đọc tới đọc lui, đọc tới đọc lui, cái câu này nó khởi tác dụng được trong tâm. Là người này họ chịu buông xuống, họ công phu, gọi là khởi tác dụng. Những người họ nghe thường xuyên rồi, chúng tôi nói điều này họ nhận được. Còn những người mới quá thì họ chưa cảm được. Từ từ quý vị đi vào. Ý chúng tôi muốn minh định lại là Ấn Tổ là một người, không phải là người phàm, là hạng Bồ Tát Phá Quá Thân. Mà chính tay chúng tôi là nghe Hòa Thượng Tịnh Không nói là Ấn Tổ là Quá Thân của Đại Thế Chí Bồ Tát. Chúng tôi nghe rõ ràng mà Hòa Thượng Tịnh Không nói là cái lời Ngài là không phải nói đùa được. Chính xác 100%. Chúng tôi muốn nói như vậy để quý vị quý cái bộ văn sao này, quý cái cuốn Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục. Hàng ngày chúng tôi đánh máy chép từng chữ ra. Giờ chúng tôi đọc trước khi nói đến cái tịnh nghiệp tam phước, nói sơ đến cái việc hiếu dưỡng cha mẹ. Hôm trước chúng tôi nói cái điều này rồi. Đêm hôm qua chú Nhật Huệ nói cái tịnh nghiệp tam phước, ba bốn tuần về trước thì có giảng, chú rất là tâm đắc, chú muốn mở lại. Thì tối hôm qua quý vị có nghe đến cái tịnh nghiệp tam phước, chúng tôi giảng cái đĩa đầu tiên. Nên nghe tới nghe lui cho nhiều, mình mới thâm nhập được. Vì cái trí mình là trí phàm phu, mình nghe cái lời của Phật Tổ Thánh Hiền một lần qua mà mình nhớ hết, mình thuộc lòng, mình hành trì được thì mình không phải là phàm phu. Thì chúng tôi thực sự tâm đắc cái bộ văn sao của Ấn Tổ, cho nên làm ra những cái máy. Thì có những cái máy chúng tôi đặt tiếp 5.000 cái nữa, bởi vì Phật tử xin máy coi như là bây giờ dồn nợ cho người ta mấy ngàn à. Dồn nợ tức là họ gọi đến, họ xin, họ năn nỉ quá, cho nên thành ra phải đặt 5.000 cái nữa. Chắc vài tuần nữa về. Rồi cái loại cái máy này nó gọn. Đâu bây giờ nhìn không? Cái máy lên đây nhìn này. Thì cái máy này nó gọn lắm và nó không có cái thẻ nhớ, nó chỉ có cái bộ nhớ, trong đó nó có chú Đại Bi giấc nhàn tụng niệm Quan Âm 15 phút, rồi niệm Di Đà 6 chữ 4 chữ, lễ Phật hộ niệm vân vân. Cái máy này nó đặc biệt là mình đeo vô cổ nó gọn, mình mang đi rất là tiện. Cho nên quý Phật tử nào mà có cái máy lớn thôi tặng người ta cái máy lớn này, để vài bữa thì cho máy nhỏ. Nói vậy thôi chứ máy lớn cũng cần, là bởi vì nó có những cái bài thuyết pháp của Giác Nhàn với lại nó có văn sao Ấn Tổ trong đó, cho nên thành ra mình cũng phải giữ lại. Nhưng mà cái máy này chừng nào có cứ về chủ nhật về hoài, thế nào cũng gặp à. Thì mới tức thì đặt lại thêm 5.000 cái. Nó có cái loa bên trong luôn, có cái loa nhỏ mà nghe rõ lắm. Quý vị nghe rõ không ạ? Dạ vâng. Thì hôm trước kêu quý vị đeo cái máy lớn thì nó lớn quá, nó nặng á, cho nên hình ra tương lai Tịnh Thất là sẽ làm một cái máy nhỏ như vậy. Có chú Đại Bi, mà chú Đại Bi của cái máy đợt này nè, nó không có liền lạc và nó không có trơn tru. Giấc Nhàn Tụng đầu tiên á, bỏ vào làm gấp á, nó không có hay bằng cái máy sau. Vì vậy cho nên thành ra là đợt này là mang xuống Vĩnh Nghiêm để tặng là 400 cái máy nhỏ với hình như là 500-600 cái máy lớn, là bởi vì dưới đó cũng 1.000 máy mà Phật tử xin hết rồi, hứa ở Vĩnh Nghiêm mà cuối cùng lại thiếu. Cho nên thành ra Vĩnh Nghiêm chắc là có người được, có người không. Có được cái máy nhỏ thì không được cái máy lớn. Vĩnh Nghiêm tới đây là ngày 19 tháng 10, Thượng tọa Thanh Phong lên cái lịch đó để là vô chủ nhật luôn,
Rồi ngày 20 là Giỗ Hòa Thượng Khai Sơn, Hòa Thượng Tâm Giác. Cho nên vẫn tổ chức ở dưới đó cộng tu phóng sanh bình thường. Thưa quý vị, Vấn Nhàn hôm nay bằng mọi cách làm sao đem cái văn sao của Ấn Tổ để gửi cho quý vị. Cũng như hôm nay cái đĩa này Vấn Nhàn chỉ giảng 1 tiếng rưỡi, từ 10 giờ đến 11 rưỡi thôi. Còn lại nửa tiếng đó là cắt một cái đoạn 30 phút. Ấn Tổ có giảng tại Thượng Hải, khai thị 8 bài thuyết pháp của Ngài. Thầy Nhuận Chánh đọc 3 tiếng, chúng tôi cắt làm 6 khúc ra. Hôm nay không có để cái phóng sanh sau cái đĩa này nữa, mà sau cái đĩa của chúng tôi là có cái lời khai thị của Ấn Tổ. Chứ giờ đưa cái file đó 3 tiếng quý vị nghe không nổi. Bây giờ chúng tôi đang nói đến Ấn Tổ, quý vị nghe xong rồi nó có cái niềm tin rồi, cái sẵn đó mình nghe nửa tiếng nữa. Ý chúng tôi làm như vậy là chúng tôi thấy cái lời khai thị của Ấn Tổ nó có một cái công năng đột phá nghiệp báo, tăng trưởng tín tâm của quý vị hơn gấp 100.000 vạn lần cái lời của Vấn Nhàn. Cái này nói chân tình, chân thật. Bởi vì cái duyên của quý vị có duyên với Vấn Nhàn về ngồi đây thôi, ra ngoài nó quên mất. Nhưng mà cái lời khai thị của Ấn Tổ mà người nào bám vào được có tín tâm rồi một cái, lời nó cứ văng vẳng nó ở trong tâm mình. Ngộ lắm. Bởi vì cái lời của Ngài là cái lời mà có sở chứng, các hàng Bồ Tát, nó có cái tác dụng lớn hơn là phàm phu như Vấn Nhàn. Ngài nói là Ngài ở trong đại định rồi. Giờ quý vị nghe Ngài khai thị cái pháp môn tịnh độ một chút xíu. Pháp môn niệm Phật nguyên lai ra sao? Do một niệm tâm tánh của chúng sanh giống như hư không thường hằng bất biến. Hôm nay nói hơi sâu cao hơn một chút. Lúc trước nói về vấn đề luân thường, hiếu để trung tính lễ nghĩa liêm sĩ. Có nhiều người kêu xong nghe hoài nó chán tai quá, nó bình thường quá. Bữa nay nói sâu về tịnh độ chút xíu. Những người mà họ có cái tính tâm và có duyên với tịnh độ, họ nghe thì họ rất là thích. Còn những người họ mới bước vào, họ nghe họ có vẻ nó không vô. Nhưng mà cố gắng chúng tôi uyển chuyển ví dụ làm sao để quý vị thâm nhập được cái lời này. Ngài nói rằng cái thể tánh của mình nó thường hằng bất biến giống như cái hư không. Cái hư không này mình không có thấy, nhưng mà nó dung chứa hết vạn vật trong này. Đất đai, gò nổng, sông biển, nhà cửa, tất tần tật nó dồn chứa trong cái hư không này. Mà nói cái hư không này á, là vạn vật thì cũng không phải. Mà không có cái hư không này thì nó cũng không có chứa vạn vật được. Cái này cái nói về Ngài nói về cái lý tánh, cái thể tánh của con người. Chút nữa Ngài dẫn dụ vô rất là hay. Cũng như đất, mình hay nghe cái danh từ nhà Phật gọi là tâm địa. Tâm mình giống như đất, thì cây, cỏ, vạn vật, con người mình cũng đứng từ nơi đất. Và nói không có đất thì không thể nào có vạn vật sinh sôi nảy nở hình thành được. Mà nói đất là vạn vật thì cũng không phải. Mà không có đất thì cũng không thể nào vạn vật sinh sôi nảy nở. Nghĩa là sao? Cái thể tánh thanh tịnh của mình nó không phải là một pháp nào hết. Nhưng nó nhiễm như cái pháp nào thì nó hình thành ra cái thể tướng dụng. Ví dụ, thể tánh của mình nó không phải là loài ngạ quỷ, nhưng mà khi nó nhiễm tham lâu vô rồi đó, thì cái thể tánh này bắt đầu nó vì cái nghiệp tham này mà nó phải làm loài ngạ quỷ như bà Thanh Đề. Nguyên lai bà Thanh Đề, thể tánh của bà là thường hằng bất biến, với Phật đồng nhau. Chúng sanh và Phật thể tánh đồng nhau. Và Phật nói tất cả chúng sanh là Phật sẽ thành, ta là Phật đã thành. Và ta ra đời nhằm mục đích là khai thị chúng sanh ngộ nhập được cái thể tánh thường hành bất biến này.
Nhưng mà chúng sanh mê theo trần, quay lưng lại với giác, gọi là bội giác hiệp trần, theo trần lao phiền não. Cho nên chúng sanh phải thành ra cái tướng cái dụng như vậy. Bà Thanh Đề vì tham lam, bất kính chư tăng, cho nên thành ra phải làm loài ngạ quỷ ở trong địa ngục khổ đau. Nhưng mà bà Thanh Đề bà xuống địa ngục làm loài ngạ quỷ, nhưng mà thể tánh của bà vẫn không có mất, gọi là tại phàm không thả không giảm. Và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành Phật cũng không tăng chút nào. Ở chỗ này cái đạo lý nó hơi sâu. Cũng như vàng, mình lấy vàng, loại vàng rồng, mà mình đúc thành cái bô để mình đi tiêu đi tiểu, thì cái vật này tuy rằng vàng nó quý, nhưng mà nó thành cái vật quá là tầm thường, bỏ vào trong cái xó để mình đi tiểu. Lúc trước nghe nói ở bên Ấn Độ có cái ông đó, ông quá giàu, vàng ông nhiều quá, ông qua Mỹ để mà ông triển lãm cái gì đó, cái bồn cầu của ông người ta xách đi theo là cái ông làm bằng vàng. Thì vàng tuy rằng nó quý, nhưng mà làm cái đồ vật dụng nó quá là thấp hèn, bồn cầu rồi đồ đi tiêu đi tiểu, đồ để mình khạc nhỏ. Thì vàng này tuy rằng nó quý thiệt, nhưng mà nó dùng nó để mà sử dụng nó quá là tầm thường, quá là thấp kém. Nhưng mà bản chất vàng nó có mất không? Không. Làm bô đi tiểu, làm bồn cầu, làm gì đi nữa, bản chất vàng vẫn không mất. Cũng vậy, cái thể tánh của mình nó thanh tịnh, nhưng mà nó nhiễm vào cái si mê, cho nên nó làm lồi xúc sanh. Nhưng mà con chó, con gà, con vịt đó, cái thể tánh nó có mất không? Không. Nó còn, nhưng mà do nó nhiễm si mê cho nên nó làm lồi xúc sanh. Nó quá là bị cái nghiệp báo nó thấp kém, cho nên người ta muốn giết lúc nào giết, người ta bắt nó cày bừa rồi nó ăn phân. Nó quá là khổ cực. Cho nên thành ra chư tổ mới nói là thể tánh giữa Phật với con chó đồng nhau, nhưng mà dụng và tướng khác nhau. Do cái thể tánh này nó nhiễm vào trong cái si mê, cho nên nó sanh ra cái tướng là con chó bốn chân và ăn phân, không biết nói mà sửa quấu quấu. Và cái dụng của nó thấp hèn, nằm chỗ không làm gì được hết cả. Vì sao nó có Phật tánh mà bây giờ nó phải làm lồi chó? Bây giờ do nó nhiễm cái nghiệp xấu là si mê. Giống như là vàng, người ta không biết sử dụng, người ta làm cái bô để mà đi tiêu đi tiểu. Ngài nói là cái thể tánh nó thường hằng bất biến. Nhưng mà nếu mà vàng này mà đem đúc tượng Phật, như tượng Phật người ta giác vàng nè, tượng Phật này là bằng gỗ, nhưng mà bằng composite, bằng nhựa, nhưng mà người ta giác vàng ở trên đó, người ta ướp vàng trên đó, thì đem lên thờ phượng, vàng này nó quý. Mà tánh chất vàng nó có tăng không? Vẫn không tăng. Cho nên mình biết sử dụng cái vàng này để làm gì, mình biết sử dụng cái thể tánh này để làm gì. Bây giờ cái thể tánh của mình thực sự mà nói, để mà mình sống lại với cái thể tánh của chính mình khó. Mà khi mà người mà sống được lại với cái thể tánh này, là cái diệu dụng nó bất khả tư nghì, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, rồi tâm minh tứ trí ngũ nhãn lục thân, cái diệu dụng của nó. Mà ai sống lại được với cái thể tánh này, chỉ có hàng đẳng giác Bồ Tát. Ngài vì nguyện lực để hóa thân, cũng như là Bồ Tát Hổ Minh ở cung trời Đâu Xuất, Ngài dùng nguyện lực đi vào trong cái cõi ta bà này. Khi nhập thai Ngài cũng không mê. Đó là Bổn Sư Thích Ca chúng ta. Khi vào thai của Hồng Hậu Ma Gia cũng không có mê, ra thai cũng không mê. Rồi Ngài ở trong cái cung vua, cha Ngài là vua Tịnh Phạn, mà Ngài cũng không mê, Ngài không có nhiễm ở trong đó. Thì đây là các hàng Bồ Tát. Ngài vào trần, Ngài vào trong cái cảnh trần này, Ngài độ sanh, Ngài không có bị nhiễm. Còn bọn phàm phu của chúng ta vì nghiệp lực á, mà vào trong cái cõi trần này, cái nó nhiễm mất. Giờ chúng tôi minh họa cái chuyện này cho quý vị nghe chút xíu. Sáng 2 giờ khuya thức dậy, coi đại chúng trên này tu xong rồi, định 4 giờ là công phu, thì lúc đó niệm Phật. Sau đó rồi cái
nó hơi mệt mệt rồi, nó cũng muốn ho ho chút xíu, kêu thôi để mấy chú công phu đi, thầy ở trong phòng một chút xíu. Thì thường mấy lúc trước thức dậy 2 giờ, 4 giờ công phu là bình thường, không có gì cả. Bữa nay thì cũng lo chút xíu là lên pháp hội, sắp xếp công việc vân vân, nó cũng nhiều việc. Cái nó cũng hơi mệt mệt một chút, cái nhìn thấy cái giường thấy thích quá. Xè vô ngồi đó. Chứ lúc trước thức dậy cái là bật đèn đi xung quanh cái thất niệm Phật thôi à, chứ ít có khi ngồi trên giường. Bởi vì ngồi cái là nó liêm diêm cái nó ngã cái bịch xuống à. Mà đúng thiệt, ngồi cái nó liêm diêm cái nó ngã xuống luôn. Thì trong cái giấc ngủ thiếp một chút, thấy mình mơ. Mà đáng lẽ là thường là mình trì chú đại bi là xong rồi là mình mới trì vãng sanh chú. Mà sao trong giấc mơ nó trì vãng sanh chú trước, mình kêu sao kỳ vậy, mình phải trì đại bi trước cho ai mà trì vãng sanh chú. Giấc mơ nó nói vậy. Thì hàng ngày mình hay làm cái gì thì tối mình nằm mơ, khi giấc mơ nó hay hồi hiện khởi lên. Thì khi thức dậy rồi thì mình mới suy nghĩ ra cái điều này. Nó liên quan đến cái chuyện mà là tâm mình là thường hằng bất biến. Thì khi mình ở trong mơ, mình không biết mình là đang mơ, đang ở trong cái mộng á, mình không biết mình là trong giấc mộng. Thì mình thức dậy rồi mình mới biết là mình đang trong giấc mộng. Ở chỗ này cố gắng lắng nghe một tí. Thì Phật á, ngài giác, ngài thường hằng tỉnh á, ngài thường hằng tỉnh giác, cho nên ngài nói chúng sanh đang sống trong cõi như vậy nè, mình đang sống sờ sờ như vậy nè, đang nói, chúng tôi đang nói quý vị nghe đó, quý vị đang ăn, quý vị đang sinh hoạt như vậy nè, là chúng ta đang sống trong mộng. Mà cái mộng của chúng ta đang sống là 100 năm, 50 năm, 30 năm, tùy theo tuổi thọ của mỗi người, tùy theo cái hạn sử dụng của cái tuổi thọ mỗi người, thì mình thấy là dài, mà thiệt ra nó là đang trong mộng. Thân này nó cũng là mộng luôn á. Mộng từ nơi cái tư tưởng. Tư tưởng nào nó sanh ra cái thân mộng này? Từ tư tưởng mộng đó là cái tư tưởng, cái dụng nghịch chiều của thể tánh là cái tâm ái. Cho nên thành ra mới nói là ái bất nhiễm bất sanh ta bà, ái bất trọng bất sanh ta bà. Cái tâm ái đó là cái dụng nó nghịch chiều với thể tánh, nó là mộng, nó sanh ra cái thân mộng này. Chỗ này hơi sâu, lắng nghe cho kỹ. Còn các hàng Bồ Tát, ngài sanh ra cái nguyện lực, thân của ngài là mộng mà ngài tỉnh, không có bị dính trong cái mộng đó. Còn mình là bị mộng và nghiệp lôi cuốn, mình dính trong cái mộng đó, không biết là mộng. Hiện tại bây giờ mà ai kêu mình mộng, mình đâu có chịu đâu. Tôi đang ăn, tôi đang ngồi nghe, tôi đang sinh hoạt, tôi đang đi vậy mà ai nói mộng. Nhưng mà đối với các hàng Bồ Tát đẳng giác, chư Phật nói mình đang sống trong mộng. Vì sao vậy? Vì mình không trở về với cái tâm chân thường bất biến đó được, mà mình đang sống với cái dụng nghịch chiều với thể tánh, đó là vọng tưởng phiền não. Cho nên mình đang sống trong mộng. Mà như vậy bây giờ mình làm sao để ra khỏi cơn mộng này? Chỉ có một biện pháp duy nhất, niệm Phật. Niệm Phật vì sao ra khỏi cái cơn mộng này? Cái câu A Di Đà Phật đó là vô lượng giác. Niệm cái vô lượng giác này nó sẽ đánh tan đi cái cơn mộng. Và nhìn thấy mộng thực sự nó là mộng. Giờ hiện tại quý vị chưa thấy nó là mộng. Người ta nói mình cái là mình bực bội, mình cãi lại liền. Người ta làm hại mình tìm cách mình làm hại lại liền. Tranh giành hơn thua. Bệnh cái là sợ chết, cái thân mộng này là sợ, gá thân mộng. Tâm chân thật mình nó đang gá nơi cái thân mộng này rồi, mình đang dạo cảnh mộng. Như vậy hôm nay mình biết thực sự nó là mộng rồi đó, mình phải tỉnh. Mình tỉnh đang sống trong mộng. Cái người tỉnh mà đang sống trong mộng, người ta rất an vui. Của cải vật chất có họ sống, không có họ cũng an vui họ sống. Mất họ không tiếc, họ an vui họ sống. Thì cái người này họ tỉnh, họ sống trong mộng mà họ tỉnh, thì người này không khổ đâu. Chúng tôi nhớ những người mà họ không có biết Phật Pháp,
cái lúc mà mất của cải, họ điên, họ chết. Cái bà đó bà mất của rồi, con cái đồ nó phá phách quá, bà đi ngoài đường ngơ ngơ không biết gì luôn. Họ không thấy nó là mộng, họ thấy là thiệt, cho nên là ra họ chết trong cái mộng đó luôn. Họ điên trong cái mộng đó luôn. Lúc này họ gỡ, họ gỡ không ra nữa. Vô lượng đời kiếp đến bây giờ mình sống trong cái ảo ảnh của cái trần lao phiền não, mình sống trong cái mộng, mình không có ra khỏi nó được. Có nhiều người người ta nói là tôi trở về với chân tâm thể tánh thường trụ bất biến, khỏi phải niệm Phật. Cái trường hợp những người nói này là phải là đẳng giác Bồ Tát trở lên thì nói được câu này. Còn hàng phàm phu chúng ta chỉ nói chơi vậy thôi chứ còn ra không nổi nó. Cho nên Ấn Tổ mới nói là chết sạch những vọng động phiền não. Thì có nhiều người người ta nghi ngờ, người ta nói chết sạch hết vọng động phiền não, vậy mình không đi làm, không có giúp đỡ mọi người, không sinh hoạt cuộc sống ra sao? Gặp việc mình làm trọn bổn phận. Và nhớ kỹ là tỉnh giác trong mộng không tạo nghiệp ác. Gặp nghiệp thiện, gặp điều lành làm quên. Tỉnh giác rõ ràng hằng biết, giữ câu Phật hiệu, sau khi làm xong quay lại câu Phật hiệu. Thường hằng sống với câu Phật hiệu thì con người này họ đi ra, họ tỉnh cơn mộng, họ đi ra cơn mộng từ từ. Họ sống trong mộng, họ sống trong mộng mà họ không bị nhiễm. Giống như là sen nó mọc trong bùn mà nó không bị nhiễm bùn. Bồ Tát hộ minh vào cõi trần mà không nhiễm trần. Bây giờ mình ở trong trần mà muốn không nhiễm trần thì người này phải niệm Phật. Nhà cửa cũng là mộng, thân cũng là mộng, đến nỗi tư tưởng của mình vẫn là mộng. Gọi là mộng tưởng, vọng tưởng. Mà khi mình nhận chân nó là mộng, tư tưởng này là mộng, thân này là mộng, tất cả là giả. Cho nên trong Kinh Kim Cang Đức Phật mới nói là nhất thiết pháp hữu vi như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điển, ưng tác như thị quán. Nhất thiết pháp hữu vi là cái thân này cũng là hữu vi, nhà cửa cũng hữu vi, tiền của cũng hữu vi, tư tưởng này vẫn là hữu vi. Hữu vi pháp á, hữu vi của sắc pháp, gọi là pháp trần phiền não. Nó là mộng tưởng, là bào ảnh, là bọt nước như sương mai. Khi mình nhận chân được cái tư tưởng vọng động này cũng là mộng, là phiền não, nó không phải là mình. Nhà cửa tất cả mọi thứ mình chỉ sử dụng thôi, mình không có được, không có quyền quyến liếng nó. Khi nhận chân được như vậy là Hòa Thượng Tịnh Không gọi là nhìn thấu buông xuống được. Đó là trí tuệ chân thật. Nếu mà nhìn thấu mà buông xuống được, người này được 50% trên lộ trình họ tu rồi. Nó chỉ còn cái đà của cái vọng tưởng từ vô lượng kiếp đến bây giờ, nó có cái sức mạnh, cho nên cái câu niệm Phật mình niệm không nổi thôi. Cho nếu thực sự mình nhận chân nó được rồi, mình niệm một câu Phật hiệu mà buông xuống vạn duyên, cái công đức này bất khả tư nghị. Bởi vì lấy cái chân tâm thường hằng bất biến mà niệm danh hiệu Phật, công đức này thù thắng. Nhưng mà bây giờ người ta không lấy cái chân tâm thường hành bất biến đó, người ta niệm câu Phật hiệu được, người ta lấy cái vọng tưởng, người ta đem cái ý niệm đó, thay vì bây giờ người ta nghĩ cái điều ác, cũng giống như là cái vàng mà để làm bô, người ta không nghĩ điều đó nữa. Bây giờ người ta cũng không có nghĩ điều thiện nữa, không có lấy cái chân tâm thường hành bất biến để nghĩ điều thiện nữa, mà người ta chỉ có niệm danh hiệu Phật, rồi gặp điều thiện thuận tiện không phan duyên họ làm rồi họ quên đi, họ an trụ vào câu Phật hiệu. Lâu ngày chày tháng, 1 năm, 2 năm, 5 năm, 10 năm, 2, 30 năm họ ở trong cái câu Phật hiệu đó, thì con người này bắt đầu họ sống với cái tâm thánh, họ rời khỏi cái tâm phàm, gọi là bội giác. Người ta gọi là bội trần hiệp giác. Những người này họ quay lưng với trần cảnh. Ai nói cái gì, ai chê cười cái gì, ai chửi rủa cái gì, ai làm như thế nào họ khổ đau gì đi nữa, cái thân có bệnh hoạn gì đi nữa, cái vọng tưởng nó có suy nghĩ gì đi nữa, họ nói ơi đi chỗ khác chơi nha, tao không phải, mày không phải là tao nha, nhận diện nó được, quay lại câu Phật hiệu. Người này biết niệm Phật, người này niệm Phật sẽ đắc lực. Còn không nhận chân đâu là giặc, đâu là vọng á, thì quý vị cứ lẫn lộn nó hoài. Hai cục vàng không biết đâu là vàng thiệt, không biết đâu là vàng giả, cứ lần khần, lần khần, lần khần, không biết lấy cục nào.
quyết định đây là vàng, đây là giả rồi, vọng tưởng nó là không thật rồi, vứt, không suy nghĩ nữa. Đây là vàng thật rồi, câu Phật hiệu nè, vô lượng giác nè, vàng thật, sử dụng. Mà cái người niệm Phật rồi, tự nhiên cái trí giác họ khai mở, họ làm cái gì cũng thành tựu hết. Đừng có nói họ niệm Phật là họ ngu ngu, họ không biết gì. Mà cái công đức niệm Phật bất khả tư nghì, dầu cúng dường bảy báu cũng không so bì lại được cái người niệm Phật này đâu. Bây giờ cúng dường bảy báu đó bằng cái tâm vọng, và cúng dường bảy báu đó chưa phải lưu xuất tầng từ thể tánh chân thật, mà lưu xuất từ thể tánh chân thật đó là chỉ cái hàng đẳng giác Bồ Tát. Giờ lắng nghe nè nghe, chỗ này nó hơi khó vô một chút. Mà cái người nào mà họ nghe mà họ có căn lành là họ kêu ôi, trước giờ suy nghĩ nhiều thứ nó mệt quá, chả được cái gì hết, toàn là vọng tưởng điên đảo không à. Thôi bây giờ mình niệm câu Phật hiệu có thử coi nó có khác không? Khác. Cho nên cái người niệm Phật mà họ không phân biệt được vọng và chân, họ không thấy câu Phật hiệu đó là bổn giác, họ lấy cái thị giác là thể tánh của họ, họ chân thật họ niệm, thì người này niệm khó khăn vô cùng. Giống như là mình nhìn vô trong cái gương á, thì mình thấy cái bóng trong cái gương, nhưng mà mình cứ sửa cái bóng hoài à, cái bóng nó xấu quá nó đi sửa cái bóng, sửa hoài sửa không được. Nhưng mà thực ra mình sửa cái tướng ở bên ngoài, cái hình bên ngoài mình sửa, thì cái bóng đó hình thẳng thì bóng ngay thôi, hình đẹp thì bóng nó đẹp thôi. Cũng vậy, sửa cái thân này nó bệnh hoạn, đi chữa đi đồ đủ thứ đó, sửa cái bóng đó. Không biết cái gốc của cái nghiệp là do sát sanh, ăn mặn ăn thịt chúng sanh nhiều đời, bây giờ nó hiện cái tướng việc nghiệp báo ra, mà đi sửa cái tướng, đi sửa cái bóng ở trong gương, sửa hoài sửa không được. Bây giờ người ta khéo, người ta khôn, người ta dụng công thì sao? Người ta niệm A Di Đà Phật, một câu Phật hiệu tiêu tám ức kiếp trọng tội sanh tử, bắt đầu người ta niệm. Tuy rằng bệnh người ta vẫn chữa, nhưng mà phụ, uống thuốc vẫn uống mà phụ. Mà biết cái đó là cái bóng, không có sửa được. Nếu mà tiêu nghiệp đi, bệnh nó hết, đi sửa cái thân hoài, đi sửa cái bóng hoài, đi sửa cái dư báo hoài. Hiểu hiểu cái chỗ này không? Cái bóng bên trong tức là cái vọng tưởng, là cái thân này, là cái cảnh bên ngoài này, nó không phải là chân tâm thường trụ. Nếu mà sống được với chân tâm thường trụ là nó về cái cảnh giới thường trụ của chư Phật. Nó cái diệu dụng của nó là bất khả tư nghì, 32 tướng tốt, thân tử ma chân kim, không có bệnh. Đó là cái bóng chân thật của chân tâm. Còn cái bóng vọng tưởng nó cũng từ nơi chân tâm nó lưu xuất ra. Mà khi mà cái bóng vọng tưởng này nó xuất hiện thì cái chân nó ở đâu? Nó ẩn ở trong vọng. Cái nước mình nhìn thấy sóng nó đang cuộn 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 thì nước nó ở đâu? Nó nằm ở trong sóng á. Khi sóng nó hết thì nó trở về lại nước. Khi nó hết vọng nó trở về chân. Mà làm sao nó hết vọng? Niệm Phật. Phật hiệu dễ niệm, tịnh độ dễ sanh. Cái chỗ này nhiều người, người ta nghe người ta thích thú lắm. Nhưng mà bây giờ để dụng công thì làm thì như thế nào? Niệm câu Phật hiệu, bỏ hết những ý niệm kia, mình dẹp hết. Cái điều này không phải là chúng tôi tự suy nghĩ ức đoán đâu. Ấn Tổ nói một cái điều, mà điều thứ nhất trong năm điều cho người tu tịnh độ, tìm một cái nơi chân thật, giữ lòng khiêm hạ. Dầu mình tu đạt được cảnh giới gì đi nữa, vẫn thấy mình là kẻ phàm phu dốt nát, nghiệp chướng sâu dày, tất cả mọi người là Bồ Tát. Đó là giữ lòng khiêm hạ, chết sạch hết vọng động. Bởi vì cái vọng động đó là phiền não, vô lượng kiếp nó dắt mình đi, nó làm cho mình khổ đau biết bao nhiêu rồi. Bây giờ mình chấp nhận nó nữa, mình nhận giặc làm con nữa rồi, lội nó ra. Giữ câu Phật hiệu, ai nói gì cũng A Di Đà Phật. Có một bà cụ ở bên Mỹ, từ khi bắt đầu bà nghe chúng tôi giảng văn sao có Ấn Tổ, bà cụ này có căn lành. Những người có căn lành, có duyên với mình nói cái tự nhiên họ không phải ngồi trực tiếp mà họ tuốt bên Mỹ mà. Khi nghe một cái là bà cụ phát tâm buông xuống vạn duyên. Một ngày bà niệm như vậy là 10 vạn câu là 100 ngàn, 10 vạn là 100 ngàn, 1 vạn là 10 ngàn. Thì thời gian của bà niệm là 12 tiếng đồng hồ. 12 giờ khuya bà ngủ đến 6 giờ sáng.
6 tiếng. Còn lại 6 tiếng bà nấu nướng cho chồng không có con, lo lắng cuộc sống đồ này nọ, còn lại 12 tiếng thì bà chia ra, cứ 6 giờ bà thức dậy bà niệm, đến 9 giờ rồi bà ăn sáng. Cứ một lần bà ngồi như vậy là bà ngồi bà niệm như vậy là 3 tiếng đồng hồ. Thì bà cộng lại 12 tiếng đồng hồ là được 100.000 con, là 10 vạn. Bà kêu bây giờ cái vọng của con nó ít dữ lắm. Sống với câu Phật hiệu suốt ngày không thấy cái vọng tưởng nó khởi lên. Bà này niệm Phật giỏi. Thì chúng tôi kêu hôm nay cô trì chú đại bi thêm, nhờ cái thần lực của Bồ Tát Quan Âm gia trì, để cho chồng con, rồi con thì ở xa, chồng ở bên cạnh ăn chay phát tâm tu hành nhờ cái thần lực của Ngài. Thì bà kêu nếu mà 100.000 câu này con niệm thêm 50 biến đại bi nữa được, mà niệm thêm Quan Âm nữa. Cái người mà họ chân thật rồi, họ tin tưởng được rồi cái pháp môn tịnh độ rồi đó ngang, họ thấy cái phiền não nó là phiền phức quá đi đó ngang, họ niệm Phật cái nó vô. Nó vô câu Phật hiệu rồi thì sao? Suốt ngày phải dùng cái cách niệm Phật thầm, bước đầu bà niệm ra tiếng bà bị ngút hơi, bà bị bà cụ cũng bảy mấy tuổi rồi đó, bà bị khan tiếng mất. Bà vô bệnh lễ Phật, bệnh tụng ra tiếng một chút xíu, lễ Phật tận hư không biến pháp giới, quá hiện vị lai thập phương chư Phật, xong cái là chút xíu, bà tụng 4-8 lời nguyện xong, cái bắt đầu bà cứ niệm thầm như vậy. Từ từ bắt đầu nó dưỡng thần, dưỡng khí, khí lực nó có, bà niệm suốt, bây giờ bà nghe cái câu Phật hiệu niệm rất nhỏ, mà nghe nó rất rõ. Mấy người có, có dụng công người ta nói, cái mình nghe mình thấy thấm thía. Một ngày 100.000 câu, 12 tiếng đồng hồ. Bây giờ mình tính từ lúc nhỏ đến bây giờ mình làm cái gì? Trong 24 tiếng đồng hồ mình niệm Phật chưa được bao nhiêu câu hết trơn. Thiệt là hổ thẹn. Đạo nghiệp chưa thành, há dám để tâm này tán loạn. Xây chùa, xây chiền, làm tất cả mọi thứ ngoài cái chuyện để mình niệm Phật vãng sanh, đó là tán loạn. Đạo nghiệp chưa thành, há dám để tâm này tán loạn. Kỳ chết sắp đến, tận lực tạ từ mọi thù tạc. Ân nghĩa thù tạc bỏ qua bên hết. Tùy theo cái duyên của mỗi người, cái chức phận mỗi người, làm trọn bổn phận trong đó, giữ câu Phật hiệu. Giảng ở chỗ này không khéo là người ta sẽ buông hết, người ta không làm cái gì hết trơn á, kẹt lắm à. Thôi bữa nay tôi buông vọng hết trơn, tôi chả nấu cơm cho ông ăn, ông đi ra ngoài đường đi. Cái này là nó không có trọn bổn phận, không có được. Nấu cơm trong đó mà tỉnh giác, hằng tỉnh giác niệm câu Phật hiệu là Phật nấu cơm cho ông phàm phu đã ăn á. Cái thể tánh của mình nó thường hằng mà nó bất biến, gọi là tùy duyên mà nó bất biến, bất biến mà tùy duyên. Các hàng Bồ Tát ngày tùy thuận chúng sanh lắm. Chúng sanh tạo nghiệp, khi mà nói chưa được, chuyển chưa được, Ngài cũng tùy thuận. Cái nguyện thứ 9 của Phổ Hiền Bồ Tát gọi là hằng thuận chúng sanh. Mình không có biết hằng thuận chúng sanh. Ông chồng của mình, ông ăn thịt chó, ông không có chịu tu, mình bực bội, mình khó chịu. Ông ăn là chuyện của ổng, mình độ chưa được thì thôi mình hằng thuận cho nó khỏe, làm gì mà bực bội khó chịu. Thường mình hay muốn người khác làm theo ý mình mà làm không được là mình khó chịu. Thì cái này là mình không có hằng thuận chúng sanh. Cái thể tánh của mình nó hằng thuận chúng sanh, nó tùy duyên bất biến. Vì cái nghiệp của họ nó nặng, mình không chuyển được thì thôi từ từ mình công phu, mình hồi hướng, mình không có bực bội. Tùy duyên trong đó, sống tùy duyên trong đó, gọi là tùy duyên tiêu nghiệp chướng. Hồn nhiên mặc áo sim, hồn nhiên tùy duyên cứ niệm câu Phật hiệu trong đó. Âm thầm từ từ cái gia đình bắt đầu nó thay đổi trong đó. Chứ mình không có bắt buộc người ta phải theo mình, đứa con nó phải như vậy, ông chồng phải như thế kia, tôi phải như thế nọ, là mình đang sửa cái bóng ở trong hình đó, sửa cái bóng ở trong cái gương đó. Sửa cái đó sao sửa được? Mình sửa cái thể tánh, mình sửa cái nghiệp của mình á, mình sửa cái nghiệp báo của mình á, mình niệm cái câu Phật hiệu á, nó tiêu nghiệp báo đi ở trong đó từ từ rồi cái là người ta ở với mình, nếu mà thuận tiện hợp với nhau là ở chung với nhau, được chuyển hóa với nhau. Còn không thì tự nhiên nó tách rời, cái luật đào thải nó tách rời. Cứ yên lòng ở trong đó mình chân thật mình niệm Phật.
Thấy bà Lưu Tấu Vân thấy không? Bà bị ung thư mà đứa con mang đi bác sĩ, mang đi chỗ này chỗ nọ hoài. Bà kêu chữa gì cũng không hết, thôi giờ niệm Phật bà niệm suốt luôn. Cuối cùng gì? Cái bóng đó đó là cái thân này nè, do cái nghiệp nó chuyển rồi, cái là tự nhiên cái thân đó nó chuyển theo, nó hết bệnh. Ít có ai nhận chân ra được chỗ này. Sửa cái bóng, sửa cái thân, sửa cái vọng làm sao mà sửa được? Khó sửa lắm. Quay về là cái gốc niệm câu Phật hiệu, từ từ âm thầm trong đó, đó là sửa cái gốc. Do một niệm tâm tánh chúng ta giống như hư không thường hành bất biến, ti thường hành chẳng biến, nhưng niệm niệm tùy duyên. Cái thể tánh của mình nó là thường hành bất biến, nhưng mà niệm niệm nó là tùy theo, nó phan duyên. Theo tham thì nó làm ngò lòi ngạ quỷ, nó theo phan duyên. Theo sân thì nó xuống địa ngục, nó phan duyên. Theo si mê thì nó làm lòi súc sanh. Mình là hiện tại đang phan duyên theo cái nghiệp ái, cho nên nó phải chui vào bụng mẹ cha mẹ 9 tháng 10 ngày nó ra cái thân này, nó phan duyên. Tuy chân tâm thường hằng bất biến, nhưng nó vẫn gì? Nó vẫn tùy duyên theo cái nghiệp báo. Cho nên Phật khác ở chúng sanh là cái dụng và cái tướng, nhưng cái thể vẫn giống nhau. Cái dụng của Phật là ba, cái dụng của Phật đó là, cái tướng của Phật đó là 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Cái dụng của Phật đó là tam minh tứ trí ngũ nhãn lục thông. Mình không có gì hết trơn. Cái dụng của mình là khác. Giỏi lắm là để nói người ta mấy câu, nhiều khi người ta không thèm nghe nữa. Còn cái dụng của con chó nó khác với dụng của con người, nhưng mà thể tánh nó vẫn giống nhau. Cái dụng chó đó là gì? Nó sửa sủa rồi nó ăn phân rồi vậy thôi. Cái tướng của nó là bốn chân, cái tướng của con người là hai chân. Tuy rằng thể tánh thường hằng bất biến giống nhau, nhưng mà do cái tâm nó duyên theo vọng, vọng trần phiền não, cho nên nó sanh ra những cái tướng và cái dụng khác nhau. Còn nếu người này họ biết cái tâm họ là thường hằng bất biến rồi, bây giờ họ duyên theo câu Phật hiệu, lâu ngày chày tháng họ chân thật, họ niệm Phật, họ làm tất cả công đức, họ hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc, nó trở thành tịnh nghiệp. Thì cái con người này duyên theo Phật danh, rồi người này sẽ từ từ đi về Phật cảnh. Mà khi họ về Phật cảnh, họ ở bên đó rồi, họ sẽ thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, không còn thối chuyển nữa. Chúng sanh do bộ giác là quay lại với tánh giác, hợp với trần lao phiền não, bây giờ nó thành ra cái nông nổi như vậy. Hôm nay mình biết rồi, mình quay trở lại, mình quay trở lại gọi là bội trần, là quay lại với trần lao phiền não, hợp hiệp lại với cái thể tánh, lấy cái thể tánh của mình niệm danh hiệu Phật. Bước đầu chưa dùng cái thể tánh niệm Phật, nó dùng cái vọng tưởng niệm Phật. Mà cái vọng tưởng niệm Phật này nó tốt hơn là cái vọng tưởng nghĩ ác, nó tốt hơn luôn là cái vọng tưởng nghĩ thiện. Lâu ngày tự nhiên cái vọng đó nó tan biến trong danh hiệu Phật, rồi danh hiệu Phật với tâm mình là một, là Phật tức tâm, tâm tức Phật, tâm Phật tương ưng. Nó phải đến chỗ này nếu người nào chịu niệm Phật thực lòng vững vàng. Bao nhiêu năm nay mang tiếng xuất gia mấy chục năm chưa đạt được gì cả, lo đủ thứ chuyện bên ngoài, cả chùa trên cả chùa dưới, lo đủ thứ, cuối cùng mình nhìn lại toàn là sống trong vọng. Cũng được chút xíu phước báu đó, lỡ thọ mạng hết một cái là đời sau không biết ra sao, nguy hại vô cùng. Nói như vậy không phải là chúng tôi gọi rằng là phụ bạc những cái gì mình sẵn có mà mình lo những trước đây. Bây giờ mình lo cho nó sâu hơn chút, là lo cho chính mình cho thành tựu, rồi mình mới làm lợi ích cho chúng sanh. Chứ bản thân mình chưa thành tựu, chưa đắc được đạo nghiệp, tức là chưa biết ngày giờ vãng sanh, chưa nắm chắc phần vãng sanh, đi lo chuyện bên ngoài của chừng phan duyên. Bản thân mình không lợi ích mà cũng không thể làm lợi ích cho người khác luôn. Nếu chẳng duyên theo Phật giới, sẽ duyên theo cửu giới. Cái tâm họ chưa vào cảnh giới Phật thì nó phải rớt vào trong cửu giới, Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác,
trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, đó là cửu giới. Nếu không duyên nơi Phật cảnh, không duyên nơi Phật giới thì nên duyên nơi cửu giới. Cái tâm mình nó không để không không được. Nó không duyên cái câu Phật hiệu thì nó duyên với nghiệp ác, mà không duyên nghiệp ác thì nó duyên với nghiệp thiện. Nó không có để yên được. Mà dưới thức học nói là nó hằng chuyển như bột lưu. Bình thường mình thấy nó bình thường như vậy, cho nó lưu chuyển trong đó mạnh lắm. Cũng như là mình thấy một cái nhà trống như vậy, không thấy một cái chút bụi nào trong đó, phải không ạ? Nhưng mà có một cái khe, cái lỗ ở trong cái vách đó, nắng nó rọi chiếu vào trong cái khe của cái vách đó đó, mình nhìn mình thấy bóng nắng ở trong nhà. Thì xung quanh là nó không có ánh nắng, mà có một ánh nắng xuyên qua là bụi á, nó lăng tăng ở trong đó. Như thức học gọi là lăng hư trần. Bình thường mình không thấy phiền não, nhưng mà mình niệm câu Phật hiệu vào thì mình thấy nó có phiền não, nó có vọng tưởng. Nó kinh khủng lắm chứ không phải đơn giản, cái tâm mình. Như vậy nếu mà mình duyên nơi câu Phật hiệu thì người này đang duyên với Phật cảnh, tạo một cái pháp giới của Đức Phật A Di Đà trong tâm. Họ tạo lâu ngày, khi mãn báo thân này rồi á, thì cái chánh báo này nó sẽ đi về cái y báo tương ưng với cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Còn nếu mà cái tâm họ duyên với cái lục đạo á, là tham sân si á, thì họ phải vào trong địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Dầu cho bạn giàu có tỷ phú gì đi nữa, có phước báu đời trước bạn gì đi nữa, mà tâm bạn đang duyên với tham sân si thì một đời này bạn bỏ báo thân là đời sau bạn vô tam đồ địa ngục ngạ quỷ súc sanh à. Ít có ai tin điều này. Nếu chẳng duyên theo Phật giới thì sẽ duyên theo cửu giới. Chẳng duyên theo tam thừa là Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát thừa thì duyên theo lục đạo. Chẳng duyên theo nhân thiên, ắt sẽ duyên theo tam đồ. Tuy rằng người ta đang mang thân con người như vậy, nhưng mà tâm của họ suốt ngày chỉ nghĩ tham sân si, thì tâm họ đang duyên vào trong tam đồ. Hiện tại họ đang sống là mang thân người, ăn cơm, đội mũ, mặc áo, nhưng mà tâm họ đang ký gửi nơi cái thai bào của tam đồ địa ngục ngạ quỷ súc sanh rồi. Cũng là con người đó mà họ đang duyên nơi bố thí trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, ba la mật. Thì thân là thân người, nhưng mà tâm họ đang duyên nơi cảnh giới của Bồ Tát. Thì bao nhiêu người ngồi ở trong này á, tuy rằng là thân người, nhưng mà mỗi người có mỗi cảnh giới trong đó. Hiện tại bây giờ họ đang ngồi trong cái cảnh giới an lành, trong một cái chánh điện, họ đang nghe pháp, họ đang nghe cái chánh pháp của Đức Như Lai. Cái tâm họ an ổn, họ đang ở trong cái cảnh giới an vui, cảnh giới Phật. Họ nghĩ đến Phật, họ nghĩ đến Pháp, họ nghĩ đến Tăng. Họ ra khỏi cái môi trường này rồi, cái bắt đầu họ rớt xuống cảnh giới lại. Thì có một cái câu chuyện này, ông thầy ông đưa đệ tử đi đến thăm một vị thiền sư khác. Thì vị thầy này ông đắc A-la-hán, thì ông thấy ông đệ tử mình khởi lên cái tâm Bồ Tát. Mình tu hành mình phải làm lợi ích chúng sanh. Nếu mình về đời mình chỉ có một con vợ với hai ba đứa con nó cũng khổ lắm. Thôi mình quyết tâm đi tu, đừng suy nghĩ lăng nhăng nữa, vì lợi ích chúng sanh đi. Cái ông vị thiền sư này mới đưa cái chú tiểu đệ tử đi trước. Nó đi được đoạn nó kêu nói vậy cho độ sanh cũng mệt dữ lắm, gặp nhiều rắc rối chướng duyên khổ lắm. Nếu mà mình tu không thành thì mình về đời chăn bò đồ này nọ cho nó vui. Ông kia thôi mày đi ra sau lưng đi. À, đi được rồi sau lưng được rồi đó. Sao còn đổi để suy nghĩ, nói cho về đời khổ dữ lắm. Chăn bò chăn đồ nói vậy chứ đâu phải dễ gì, ngoài đời người ta khổ, mình tu đến bây giờ rồi, chẳng lẽ mình về đời phát bồ đề tâm giống bánh tu. Ông kia thôi con đi trước đi. Thì, chú tiểu, ủa sao thầy nãy giờ cứ kêu con đi sau con đi trước hoài vậy? Thì ông kêu hồi nãy cái lúc đầu tiên á, con nghĩ cái tấm lòng Bồ Tát con hơn ta, ta không thể nghĩ được như vậy. Cho nên thành ra là con nghĩ vì chúng sanh, vì lợi ích chúng sanh, không có hạn cuộc cho một gia đình nhỏ bé, cho nên ta thấy con có tâm Bồ Tát, cho nên ta cho con đi trước thôi, không có gì hết.
Nhưng mà con đi một chập rồi con nghĩ cái hành Bồ Tát này khổ khó quá, cho nên con nghĩ đến cái phàm phu thì thôi, không đáng đi trước ta, cho nên ta phải cho đi sau lưng thôi. Cũng là một con người là chú tiểu đó, nhưng mà cái tâm trạng nó rớt vào cảnh giới khác nhau. Hiểu chỗ này không? Mà khi mình rớt vào cảnh giới mà ích kỷ hẹp hòi, hơn thua đấu đá tranh giành bực tức, rớt trong cái mộng tưởng đó đó, con người này khổ. Bởi vì cái đó là nó nghịch chiều với thể tánh, nó tạo ra quả ác. Bởi vì từ cái tư tưởng ác này nó sẽ sanh ra cái lời nói ác, rồi hành động ác, rồi nó sanh ra cái nghiệp ác, rồi đến cái quả ác. Còn cái người này, người ta nghĩ thiện, người ta làm điều, người ta sẽ nói điều thiện. Mà cái gì là thượng thiện? Niệm câu A Di Đà Phật là tối thượng thiện. Bởi vì câu A Di Đà Phật là có vô lượng công đức mà. Những người người ta ngồi đây, người ta nghe như vậy rồi, người ta kêu thôi quyết định chọn một trong hai. Vọng tưởng mày làm tao khổ lắm, bao nhiêu năm này khổ lắm rồi, thôi tao dẹp mày qua một bên đi. Có vị thầy ở trên này ông nói nghe cũng tội nghiệp, ông kêu tuổi con còn trẻ, tuy rằng con thọ tỳ kheo rồi mà tâm ái nhiễm, tâm vọng động, nó làm con vật vã mệt mỏi ghê gớm. Mỗi khi mà đọc vào trong văn sao Ấn Tổ niệm Phật thì nó yên yên một chút, thả ra một cái là nó dập trở lại. Cái lực nó mạnh kinh khủng, nó làm mệt mỏi khổ đau vô cùng. Cái người mà nhận diện được như vậy là giỏi á, nhận diện được như vậy là khá, nhận diện được bộ mặt thật của vọng tưởng rồi đó, 50% rồi đó. Bây giờ chỉ có mình tạo cái lực của niệm Phật, mình luyện cái đội quân chánh giác A Di Đà Phật nó mạnh lên là nó thành công, mạnh được yếu thua. Cái lời khai thị của Ấn Tổ chúng tôi chép ra 3 đoạn, cái này mới nói một nửa của cái đoạn thứ nhất. Giờ sau đủ duyên chúng tôi sẽ tiếp tục nói cái lời khai thị của Ấn Tổ cho quý vị nghe. Giờ là 11:05, còn 25 phút chúng tôi nói về cái việc hiếu dưỡng cha mẹ một chút xíu. Cái người mà họ trầm hâm, họ niệm Phật mà họ không có làm được cái điều mà Ấn Tổ thường nói gọi là bát đức, hiếu để trung tín lễ nghĩa liêm sĩ, thì tâm họ niệm Phật, miệng họ niệm Phật, nhưng mà nó nghịch lại với tâm Phật mất, nó không hợp với tâm Phật. Là cái miệng họ niệm Phật, tâm họ cũng nghĩ Phật, nhớ Phật, nhưng mà cái hành động của họ, cái tâm của họ, cái hành động của họ đó, nó trái nghịch lại với cái tánh giác mất. Họ không có hiếu để cha mẹ, họ không có kính trọng sư trưởng. Thì dầu cho người đó niệm Phật nhưng mà không có thành tựu, không có tương ưng với Phật, bởi vì tâm của họ với tâm Phật nó cách ngăn, nó có cái sự ngăn cách. Niệm cái chánh giác A-di-đà Phật nhưng mà họ hợp với trần lao phiền não. Niệm Phật nhưng mà gì? Quay lưng lại với giác, gọi là bộ giác, nhưng mà hợp lại với trần lao. Cái người đó người ta niệm Phật rất là giỏi, nhưng mà ra đụng chuyện rồi một cái là phiền não tâm bành lục tặc nổi lên, họ giữ không được. Họ dụng công làm sao cái lúc đụng chuyện mà họ dụng công được mới là tốt, gọi là đắc lực. Có nhiều người người ta niệm Phật rất là tốt, nhưng mà khi đụng chuyện họ buông tay, họ chịu không nổi, dụng công không đắc lực. Đức Phật khi mà Ngài thành Phật, Ngài nhập vào đại định lên cõi trời Đao Lợi, thuyết pháp cho mẹ là Hoàng hậu Ma Gia. Cái hiếu Ngài để lên hàng đầu. Sau đó rồi bắt đầu Ngài mới nhập vào đại định nói kinh Hoa Nghiêm. Lúc mà vua Tịnh Phạn gần băng hà, gần mất, Ngài về Ngài ngồi bên giường bên cạnh, Ngài thuyết pháp, Ngài nói pháp môn tịnh độ cho vua cha nghe. Vua cha sanh tâm tùy hỷ, tin tưởng cảnh giới cực lạc, phát tâm niệm Phật vãng sanh. Thành Phật rồi mà Ngài vẫn không quên cái hiếu này. Vì Ngài thấy lúc Ngài thành Phật là nhờ cái nền tảng của hiếu đức mà Ngài thành Phật. Gọi là hiếu đức thù thắng hơn mọi đức, hiếu hạnh thù thắng hơn mọi hạnh. Ngài Hư Vân lúc trước
Thầy Nhuận Minh có đọc cái mẫu chuyện của Ngài. Ngài là vị thiền sư, Ngài nhớ cha mẹ, muốn báo ơn, bây giờ không biết cách gì báo ơn. Ngài mới triều sơn, tức là lên Ngũ Đài Sơn, Tam Bộ Nhất Bái, để gặp Ngài Đại Trí Văn Thù Bồ Tát ở trên Ngũ Đài Sơn. Đi nửa đường mệt ngất, không có nước uống xỉu. Thì cái tâm của Ngài nghĩ đến Ngài Đại Trí Văn Thù. Thì Ngài Đại Trí Văn Thù, Văn Thù Bồ Tát ứng hiện thành một ông già, đưa nước cho Ngài uống, lo lắng sức khỏe cho Ngài. Ngài tỉnh dậy, Ngài nói: vậy Ngài là ai mà lại có nước giữa sa mạc cho tôi uống như vậy? Thì ông già mới nói: ta là Văn Cát, ở dưới chân núi của Ngũ Đài. Thì khi mà Ngài đến Ngũ Đài Sơn rồi, Ngài kêu là để Ngài gặp Ngài Văn Thù. Thì mọi người nói là Ngài Văn Thù là hóa thân, ở đây thường gọi là Văn Cát. Thì Ngài mới giật mình tỉnh lại, là thấy lúc mình đi giữa sa mạc đó là Văn Thù ứng hiện. Cho nên cái đạo lý mà Ấn Tổ hay nói là nhớ Phật, niệm Phật, hiện tại, tương lai nhất định thấy Phật. Đại Thế Chí Bồ Tát nói: Ngài Hư Vân nhớ Ngài Văn Thù, lễ Ngài Văn Thù, Tam Bộ Nhất Bái, gặp nạn cái là Ngài Văn Thù ứng hiện. Cái đạo lý mà nhớ Phật, niệm Phật, hiện tại, tương lai nhất định thấy Phật là Đại Thế Chí Bồ Tát tu. Nói trong Kinh Lăng Nghiêm, Đại Thế Chí Bồ Tát niệm Phật viên thông chương. Đạo lý này nó sâu lắm. Cho nên các vị hồi xưa họ tu là họ lấy cái hiếu mà để lên hàng đầu. Mình niệm Phật quá chừng luôn, nhưng mà mình không có cái hiếu đối với cha mẹ. Mà cha mẹ đã mất rồi, mình cũng không có cái hiếu, không có hiếu kính. Thì cái tâm của mình nó ngăn cách với tâm Phật mất. Còn Lục Tổ Huệ Năng là đặc biệt đốn củi nuôi mẹ. Khi nghe một câu kinh Kim Cang giác ngộ liền, có người nhận nuôi mẹ của Ngài, Ngài mới đi xuất gia. Ngài tới gặp Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn. Ngài Hoàng Nhẫn nói là: ông ở đâu? Kêu là: con ở phương Nam. Ông đến đây để làm gì? Con đến đây để làm Phật. Ông là ở người ở phương Nam mang ri mội rợ, mà ông đòi đến đây ông làm Phật à? Ngài Lục Tổ Huệ Năng nói làm sao? Người thì có ở Nam Bắc, nhưng mà tánh Phật không có Nam Bắc. Đó là nói về cái chân tâm thường trụ bất biến. Thì lúc đó là Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn là thấy đây là thứ thiệt rồi, đây là hàng Bồ Tát mới nói được câu này. Thôi được, ta nhận người vô xuống giả gạo. Chỉ có xuống giả gạo mà giả đến cái thân nó ốm, mà giả không nổi, phải đeo cái cục đá sau lưng đó, nó nặng đủ cân mới giả được. Chỉ nghe theo thầy mình nói xuống giả gạo là xuống giả gạo, chứ không có biết đến đông đường tây đường, không biết đến ai nữa hết trơn. Giả một thời gian thiệt lâu rồi, cái là Ngũ Tổ Hằng Nhẫn xuống cười hỏi: gạo trắng chưa? Lục Tổ nói: bạch thầy, gạo đã trắng rồi, nhưng mà chưa có người sàng sảy. Cái câu của thiền ngữ: tâm ông đã chân thật sống với thể tánh, đã là bạch tỉnh thức, sống giống như là với thể tánh này đã sống được chưa? Kêu dạ con sống được rồi, mà chưa có người truyền tâm ấn, chưa có người ấn chứng. Thì hai vị thông với nhau phải không? Hai vị nghe với nhau là thông với nhau liền. Ông cầm cái gậy, ông gõ lên đầu gậy ba cái, gõ lên cái gậy, gõ lên cái đầu chày á, cái chày giả gạo ba cái là biết canh ba đi vào. Thì phàm phu nó cũng có những cái mật khẩu với nhau, hay lắm. Hai người nam nữ gặp nhau chớp 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 cái là đám cưới à. Nó cũng gọi là cái gì đó, nó cũng thầm ngộ với nhau, phải không? Sống chết cũng theo nhau, cha mẹ không cho cũng theo thôi. Bây giờ nó thầm ngộ rồi, chớp chớp cái là biết rồi. Ngài cũng vậy, hai người thầm ngộ rồi. Tao nói cái thể tánh của mình với phàm phu nó có nhiều cái vấn đề. Ngộ rồi cái vô cái bắt đầu ngài nói vài câu kinh nữa là kêu thôi, ông ôm bác ông đi về hướng Nam luôn đi, chứ còn ông ở đây là coi chừng coi như là thần Tú với lại là Huệ Minh là giết ông như không. Mà đúng thiệt, ngài cầm y ngài đi thiệt xa vậy mà Huệ Minh ông chạy theo được, ông dí theo được. Và Huệ Năng thấy bóng của Huệ Minh là ngài chui vô trong bụi, ngài để cái y trên đá đó. Chứ nếu mà ôm cái y bác ngài dành đó là Huệ Minh nó giết làm sao, ông giết làm sao. Cuối cùng để trên đá đó, ngài chui vô bụi ngài núp. Ngài Huệ Minh tới mừng quá, cầm y bát dở lên để lấy, dở lên không nổi. Bây giờ y bát của Phật tổ tổ tương truyền là có Long Thần Hộ Pháp giữ, đâu phải mình muốn lấy là lấy được. Vừa dở lên không được cái bắt đầu gì, giật mình tỉnh ngộ nói: Huệ Năng, Huệ Năng, Huệ Minh biết tội rồi, Huệ Minh biết lỗi rồi,
thôi ra đây khai ngộ cho hệ minh đi. Lúc đó Ngài Hà Năng ở trong võng giạc chui ra. Ông không nghĩ thiện, ông không nghĩ ác, đó là bổn lai chân thật của Thượng Tọa Hệ Minh. Nghe cái ngộ liền. Lúc trước là đi dành y là nghĩ ác. Nếu mà Huệ Năng mà coi như là không đưa là có thể giết luôn. Bây giờ dành không được rồi, bây giờ nghĩ thiện thôi, tôi không làm điều này nữa. Mà hai cái này nó đều rớt vô trong cái vọng tưởng điên đảo phiền đảo nhị biên hết. Thì Huệ Năng khai ngộ, ông không nghĩ thiện, ông không nghĩ ác. Lúc trước ông nghĩ ác, lúc sau ông nghĩ thiện. Ông bỏ cả nghĩ thiện, nghĩ ác. Đó là bổn lai chân thật của Thượng Tọa Huệ Minh. Huệ Minh ở với Ngũ Tổ bao lâu vậy mà không ngộ, mà đến lúc này là Huệ Năng khai ngộ. Ông cười cái hiền cái thôi, hai người hai ngã ra đi. Ngộ. Nãy giờ nói cái gì ngộ nói không? Làm sao mà không nghĩ thiện, làm sao mà không nghĩ ác được? Con người tu tịnh độ mình muốn khỏi nghĩ thiện, khỏi nghĩ ác là chỉ có nghĩ A Di Đà Phật. Nếu mà A Di Đà Phật nó mới rời khỏi hai cái thái cực này được thôi. Cuối cùng Ngài đi vô trong đám thợ săn 16 năm cho nó quên lãng cái chuyện truyền y bát. Sống với đám thợ săn, ăn rau trong đám thợ săn, không ăn thịt. Độ đám thợ săn từ từ, đưa súng đạn bắn mà không có bắn chết mấy con thú. Độ đám thợ săn từ từ. Ghê, hàm dưỡng. Ngộ được rồi, không biết chữ như đó là Bồ Tát rồi. Mà thế mà bây giờ phải tới giả gạo bao nhiêu năm trời. Sau đó rồi trình cái bài kệ ngộ rồi, bắt đầu phải vô đám thợ săn ẩn mình hàm dưỡng trong đó. Kinh khủng. Hàm dưỡng càng sâu càng lâu chừng nào, thì khi mà họ ra họ nói nó có công lực, chúng sanh mới chuyển nghiệp nó tu theo. Chứ còn không nói chất trớt họ không theo đâu. Bản thân mình chưa giải quyết được vấn đề mà. Nói đến cái việc hiếu thảo, chúng tôi nhớ cái câu chuyện của Ấn Tổ kể. Có hai mẹ con, lúc người mẹ với đứa con chung sống với nhau, người mẹ này tạo nghiệp ác, sát sanh nhiều, không biết ăn chay, chết cái làm con heo mất. Buổi trưa cái đứa bé này nó đang ngủ, rồi cái linh thức của người mẹ về nói: con ơi, mẹ sống hiện đời mẹ tạo ác nhiều quá, cho nên bây giờ mẹ làm con heo ở trong cái chuồng đó. Ấn Tổ là dùng gọi là cái chuồng ít, ngài không có nói tên. Rồi cái ông y đã chuẩn bị giết mẹ rồi, bây giờ con đến con làm sao cứu mẹ được đi. Nghe nó giật mình tỉnh giấc, toát mồ hôi hột, chạy tới cái chuồng đó. Ông giết heo, ông giết chết heo mất. Trời ơi, nó buồn, nó khóc, nằm lăn lộn dưới đất khóc quá chừng. Biết đây là mẹ mình mà không cứu được, mà tới chắc cũng không có tiền cứu. Tuy rằng bà báo vậy mà cuối cùng cứu cũng không được. Ấn Tổ kể câu chuyện này sâu sắc. Đứa này nó thấy mẹ mình thành con heo, bây giờ nó không dám ăn thịt con gì hết trơn. Con heo con gì cũng không dám ăn hết. Vì con người chết làm heo, heo chết làm người chết làm cá chết làm người chết làm dê chết làm người. Sanh tử luân hồi trong kinh Phạm Vọng nói như thế. Nó sợ quá nó không dám ăn nữa. Bây giờ chỉ làm điều thiện, đó là đi gom tiền, xin tiền để thắp đèn dầu cho các chùa. Mà gọi là gom được ai là ông ghi trong sổ hết. Sau một thời gian rồi, có cái người mà bị người ta truy nã, đó là tội phạm giết người cùng tên với cái chú này, cái chú trẻ này. Rồi cuối cùng cái là người ta bắt được cái chú này, lục ra trong cái túi thấy ghi rất nhiều tên. Người ta mới nghi rằng là tên đây là đồng bọn để mà cướp của giết người. Họ giải lên trên quan trên, vì quan dưới là xã không có đủ thẩm quyền đưa lên quan huyện lên trên. Thì ông cái chú này ông kêu cầu, ông kêu: con không phải người giết người, con đi quyên dầu đó là do con thấy mẹ con biến thành con heo á. Con thấy là mẹ con tạo cái nghiệp ác, cho nên bây giờ con phải ăn chay. Con quyên góp dầu đèn để mà thắp sáng cho chùa. Những tên người này là những người mà phát tâm cúng dường tiền để mà thắp sáng cho chùa, chứ con không phải là người tà phản, là người giết người lầm rồi. Thì ông quan trên này ổng sáng suốt. Ông kêu: nếu mày thực sự mày ăn chay, tao bưng cái dĩa thịt tới, mày phải ăn. Ông coi thử coi nó đúng thực sự nó ăn chay. Ông bưng dĩa thịt ông đến. Nó đang lờ chuẩn bị ăn. Ông cầm chục xích, ông dỗ xuống cái bàn, ông kêu: ăn. Nó vừa cầm cái đôi đũa, nó đưa cái dĩa thịt vô trong miệng, nó ăn cái nó ói máu ra liền. Bây giờ nhìn cái cảnh mẹ nó là con heo chết,
nó quá hoảng hốt, ăn chay bao nhiêu lâu bây giờ nó ăn thịt là nó tanh nó hôi á, mà nó nhỉ đến cái cảnh đó nó ói máu ra. Thì ông Quang nói đúng, đứa này nó bị oan rồi, thằng này thực sự có tu. Nhìn cái cảnh mà nó ói máu đó là thằng này nó ăn chay, nó nói đúng như vậy. Xong ông giải về lại ở phía dưới, ông chỉ một ngôi chùa, cái vị này ông đi tu một thời gian chứng đắc. Ấn Tổ cái kể câu chuyện này, cái lòng hiếu của vị này nó quá lớn. Thì chúng tôi nhìn lại tất cả các vị tổ, những vị tu hành thành tựu là lấy cái hiếu để lên hàng đầu. Họ làm cái chuyện gì họ cũng vì cái việc hiếu. Hôm trước chúng tôi kể cho quý vị nghe đời nhà Hán có ông Định Lan nhớ. Cha mẹ chết rồi, ông còn lúc thơ bé, ông lớn lên ông nhớ cha mẹ quá. Khi ông lập gia đình xong rồi bắt đầu ông đẽo hai cái tượng bằng gỗ mà hình của cha mẹ để lên bàn thờ. Hằng ngày ông cơm nước giống như là cha mẹ còn sống nhiều năm, trong đó nói là 5-10 năm, ngày nào ông cũng mang cơm lên, ông cung kính mẹ. Tối ông cũng làm hai cái giường để ông bỏ mùng, ông làm giống như là mẹ ông vô ngủ. Thì bà vợ bà thấy bà bực mình quá, làm cái gì tượng gỗ mà cái giường không có ai mà cứ làm như vậy miết. Thì bà mới cầm cái kim lên bà chích vô trong cái tay của tượng gỗ. Thì trong cái tượng gỗ chảy máu tươi ra. Cái câu chuyện này chúng tôi ấn tượng. Thì sau đó ngài bưng cơm lên, ngài nhìn ngài thấy hai hàng nước mắt của trong cái tượng nó chảy ra còn ướt. Thì ngài nhìn kỹ là trong cái tay bị chích cái kim vô, máu tươi chảy ra. Nghĩa là họ, cái người này họ cung kính cái tượng gỗ đến cái mức độ mà họ cung kính giống người còn sống. Cho nên người đó còn sống thiệt. Ấn Tổ mới nói là thấy Phật bằng vàng, bằng cốt, bằng xem băng, bằng đá, bằng đồng, thấy là Phật thiệt. Mình thấy thực sự là Phật thiệt rồi, công đức này lớn lắm, lễ Phật thiệt. Còn nếu mà mình thấy đây là Phật giả khinh nhờn thì tội này lớn. Nếu gỗ, đồng, cát, đá, xi măng, đó là cát, đá, xi măng chưa thành tượng, mình khinh nhờn thì không sao. Mà đã là hình thành một cái tượng rồi mình khinh nhờn thì tội này lớn. Còn nếu không khinh nhờn, mình lễ, mình thấy rất rất bình thường nữa thì công đức không có. Mà muốn mà thấy là thiệt đó là phải cung kính giống như là ông Định Lan này. Ông cung kính mẹ ổng là ổng thấy tượng gỗ này là thiệt luôn. Ông ấy bưng cơm lên mỗi ngày mười mấy năm thường xuyên như vậy. Bà vợ châm cái kim vô, máu trong tay, máu tươi chảy ra. Thì đây là những cái gương hiếu hạnh mà người ta thành tựu được sự nghiệp lớn là người ta phải có lòng hiếu. Nếu mà họ bỏ cái hiếu đức này thì người này không sẽ thành tựu được cái sự nghiệp lớn. Dầu họ được chức quyền, họ được tiền của, họ được trọng vọng gì đi nữa là cái phước thừa của đời trước. Chứ còn cái đời này họ đang âm cái âm đức, đời sau họ khổ. Một đời không bằng một đời. Về cái việc mà tôn kính sư trưởng, cái việc này quan trọng. Chúng tôi nhớ cái mẫu chuyện đó là ngài Ca Diếp, cái lúc mà ngài đi hành đạo cái nơi khác, khi Đức Phật nhập Niết Bàn, tuy rằng Đức Phật báo trước 3 tháng mọi người đều quay quần về hết, nhưng mà ngài Ca Diếp về không kịp. Sau đó rồi ngài về thì chuẩn bị trà tì rồi, chuẩn bị nổi lửa rồi. Ngài Ca Diếp ngài chân thật tha thiết, ngài quỳ dưới cái chân của thầy mình là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngài nói rằng là cho con thấy được cái kim thân của ngài một lần cuối, cho khi mà đã hỏa thiêu rồi là không bao giờ con thấy kim thân của ngài được hết. Thì khi ông tha, ngài tha thiết như vậy sụp xuống lạy, thì Đức Phật khi mà thiêu thì bỏ vào trong một cái đống củi, rồi bỏ vào trong một cái nơi để mà để ngài vô trong đó để thiêu á. Không biết sao cái chân của ngài, hai cái bàn chân của ngài lò ra cho ngài Ca Diếp thấy. Đó là cái tâm thành cung kính của ngài Ca Diếp tột cùng, mà Đức Phật phải biểu pháp để cho ngài Ca Diếp thấy được một phần của cái thân thể, kim thân của ngài. Cho cái người mà người ta cung kính đến tột cùng rồi, cái người chết đó người ta cũng phải cảm được cái người cung kính. Cho nên mới nói là cung kính đến tột cùng, đá vàng cũng nứt. Đá vàng là vật vô tri mà nó còn nứt, huống chi là những người còn sống với nhau. Nếu mà con người còn sống với nhau, vợ chồng, anh em, cha mẹ, họ tạo ác gì đi nữa, họ làm mình khổ gì đi nữa, mà cung kính đến họ, mình cung kính họ đến tột cùng đi nữa, tôn kính họ đến tột cùng rồi thế nào, mình cũng nói họ được. Mình với họ có cái duyên với nhau rồi, mình mới ở chung với nhau, mình mới gặp nhau. Điều mình không có dùng cái lòng cung kính mình đối xử với nhau, cho nên hình ra nó mới tạo ra những cái chuyện rắc rối thôi. Có cái cô đó cô nói,
Thầy nói con rửa chân cho ông chồng con ngại ngùng vô cùng, con không có rửa được, nhưng mà con quý thầy quá con mới rửa. Được, cũng được. Nếu mà có rửa bằng cái tâm chân thật cung kính thì cái công đức nó quý, nó cao quý hơn là quý giác nhàn mà rửa. Hiểu không? Nhưng mà quý giác nhàn rửa thời gian tự nhiên nó khởi tâm cung kính lên cũng tốt. Ở đây có ai rửa chân cho chồng không chứ? Cái phương thuốc rửa chân này hay lắm á nghe. Hôm qua cái cô hộp mà có hay in kinh, những cái cuốn nhỏ nhỏ đó nè, kinh A Di Đà rồi cô cũng in nè. Cô nhắn có kêu trời ơi hôm nay thầy lên giảng mà con không ở nhà coi trực tiếp, giờ con đi với ông xã con qua Hàn Quốc 4 ngày. Bao nhiêu năm nay đâu có đi đâu được đâu, ông chửi cha chửi mẹ, ông nói tục nói tiểu, ông kinh khủng lắm mà con rửa chân miết, bữa nay ông coi con đi Hàn thầy. Con kêu con của con về đó coi nhà giùm. Thiệt là cái cung kính này nó màu nhiệm thầy. Mà trong cung kính trong tâm không đủ, mà bằng lời nói chân thật cung kính, hành động mỗi đêm rửa chân cho ông, mua cái đồ ăn thiệt ngon để cho ông ăn, từ từ cung kính. Bữa nay hết chửi cha chửi mẹ. Hồi trước là mày tao mi tớ kinh lắm, mỗi lần lên chùa là kêu bà nghe, không kêu bà còn đỡ mày nghe, mà mang tiền lên cho mấy thầy chùa nó ngồi mát ăn bát vàng đi, cứ vậy chửi à. Mà đến bây giờ cung kính rồi, cái người đó họ sanh lòng hổ thẹn, khổ sao vợ mình cung kính với mình vậy mà mình ba trợn ba gai, mình là hỗn là hỗn láo giữa ta, tự nhiên rọi lại, tự nhiên họ soi lại, chứ còn mình kêu họ soi họ soi không được, mà mình làm biểu pháp tốt rồi tự nhiên họ soi lại họ. Hiểu chỗ này không? Dùng thân để giáo hóa thì nó sẽ thuận theo, mà dùng khẩu để giáo hóa mà mình chưa có áp dụng được lời dạy của cổ thánh tiên hiền á, nó phản tác dụng. Sao ông như thế này, sao ông như thế kia, sao ông chửi mẹ tôi, sao ông chửi cha tôi thế kia thế nọ, là cuối cùng gì? Chia tay ly dị. Quyết tâm phải độ người đó, làm biểu pháp cho tốt, bò lăn không giống như cái cô Lâm Thị Bích Tuyền có mất ở tại đây nè. Mà đúng thiệt cái lúc đó là cô cung kính đến tột bực. Cô kêu anh à, anh Phương, ông chồng tên là Phương ở ngoài Cẩm Phả. Anh Phương à, anh cho em đi chùa đi. Anh nói em cái gì em cũng làm. Nó nổ là em kêu, anh kêu em coi như là lâu mông lâu gì em cũng lâu. Anh kêu em làm cái gì em cũng làm hết trơn á. Anh đi đi cầu rồi bưng đi, em đi đổ bô em cũng làm, miễn sao anh cho em đi chùa được, nhất là vô tỉnh Thất Quan Âm. Tha thiết miết vậy, cuối cùng cô ung thư là cô vô đây, cô vòng hộ niệm, cô ra đi trong vòng hộ niệm ngon lành. Đúng là tâm tưởng sự thành. Làm thì cũng không giàu, mà cứ một tháng gửi 20 triệu đến tiền điện, gửi cũng thời gian. Cho cái người mà cung kính là tội nó tiêu từ từ, oan gia nó giải từ từ. Cái người mà không cung kính, đối đầu với nhau lời qua tiếng lại, oan gia nó buộc chặt chết. Oan gia nên cởi không nên kết. Cởi ra bằng cái tâm cung kính. Thì cái cuốn sách mà giữ lòng cung kính, gọi là phải giữ lòng thành kính, cuốn nhỏ nhỏ hôm trước chúng tôi in 5.000 cuốn. Đáng lẽ hôm nay có cái thời gian nói về cái giữ lòng cung kính này. Tuy nhiên bây giờ là hết giờ 11 giờ rưỡi. Thì chúng tôi nói 11 giờ rưỡi sau là còn lại nửa tiếng là để cái đoạn khai thị của Ấn Tổ. Thì hôm nay thực sự chân thành chia sẻ với quý vị. Khi đọc vào văn sao của Ấn Tổ, trong lòng nó hổ thẹn dữ lắm. Hổ thẹn những cái câu nào quý vị biết không? Đạo nghiệp chưa thành, há dám để tâm này tán loạn. Kỳ chết sắp đến, tận lực tạ từ mọi thù tàn. Hãy nên phát nguyện nguyện vãng sanh, núi khe nẻo khách từ nay thôi quyến liếng. Tự mình chẳng về, về liền được, gió trăng quê cũ toàn thể hãy tự vâng. Đóng cửa chẳng tiếp ai, xót nghĩ thân này sắp chết. Chuyên tâm tu tịnh nghiệp, thẹn thay đạo nghiệp chưa thành. Đạo nghiệp chưa thành. Đạo nghiệp của cái người mà bên thiền tông, họ thâu thần tịch diệt, tự tại, họ muốn ra đi lúc nào họ ra đi. Như gia đình của bạn Long Uẩn là cư sĩ, họ muốn ra đi lúc nào họ ra đi. Còn cái người tu tịnh độ, họ nắm chắc phần vãng sanh. Mà thường người ta đã nắm chắc phần vãng sanh rồi, người ta ẩn hết. Ẩn. Những người nào đủ duyên lắm, gửi thư đến họ gặp cái, họ nói vài câu, cái người đó về họ niệm Phật.
Vì Ấn Tổ nói cái đạo tràng 20 người lo cho họ kỹ càng, trong đó chỉ có 2 người biết ngày giờ vãng sanh. Thì cái lúc lâm chung mình ra đi thì dẫu cho mình bị thất niệm tán loạn, oan gia đến, thì 2 người đó người ta có thần thông, người ta có thiên nhãn thông, người ta có tha tâm thông, người ta biết mình là người ân nhân rồi, người ta sẽ đến để người ta hộ trì giúp đỡ cho mình vãng sanh. Không cần nhiều đâu. Còn lỡ mà nhiều quá đi nữa mà họ không có biết tu, có người rỉ một chút, người rỉ một chút, người nói chuyện này, người kêu chuyện kia, người môi ra chuyện nọ, nó làm rí cái bắt đầu giống như cái cây nó xanh tươi á, chùm gửi nó bám, chim nó tới nó cắn, nó mổ rí cái cây trụ lụi trên mất. Cho nên Ngài rất sợ những người còn trẻ, bổn đạo đông, rồi tiền bạc tam bảo cúng không biết làm cái gì, làm sai, rồi danh lợi trong đó, thì người này chết. Cũng mở đạo tràng mà bỏ đọa địa ngục mất à. Nguy hiểm lắm chứ không phải đơn giản đâu. Không phải mình ích kỷ mà mình phải lo cho mình, giống như mình biết bơi rồi mình mới cứu người khác. Ra giữa biển mình không biết bơi nó nhận mình chết. Ý chúng tôi muốn nói quý thầy, quý Phật tử, mình biết cái thân phận bổn phận của mình, đừng có vượt phận quá đáng. Lúc trước thì sức khỏe rất là tốt, khi đi các nơi giảng về chỉ 1-2 đêm là nó tỉnh, nó khỏe liền, công phu trở lại bình thường. Đợt này hình như nó già rồi sao, sức kém á. Trời, đi xuống Vĩnh Nghiêm về cả tuần nó chưa hồi phục lại công phu, mệt mỏi nó lăn lăn sao. Mà mỗi lần lấy lại công phu cả một kỳ công. Cho nên thành ra Phật tử về đây á, mỗi ngày Chủ Nhật mà mình thấy buổi sáng tụng từ cái lúc 8 giờ mà hết cuốn kinh Vô Lượng Thọ phóng sanh là mình biết thầy nhà không có lên rồi đó. Khỏi hỏi ha. Mà thấy tụng nửa cuốn đến 10 giờ là im im xếp ghế là mình biết là vấn nhàn cả lên. Khỏi phải suy nghĩ ha. Cho nên cái người mà họ tu, họ ẩn, họ hàm dưỡng càng lâu càng tốt. 21 tuổi Ấn Tổ đi tu mà đến 70 tuổi ngày ra có 10 năm. Độ không biết bao nhiêu chúng sanh qua cái bộ văn sao này. Có 10 năm. Thế mà người ta gửi thư đến ngày kia, thôi đừng có gửi thư nha. Hằng ngày tôi thù tạc tiếp thư, tôi mệt lắm. Tôi không có thời gian tu tập tinh thần, tôi không có đủ đâu. Quy y nhiều thầy khác quy y cũng được, chứ đừng có giới thiệu đến tôi quy y nữa. Có nhiều người người ta đọc vô thấy ngài sao ích kỷ quá, tỏ rồi mà ngài đủ nội lực mà sao ngài cứ trốn tránh như vậy. Không phải. Đó là ngài biểu pháp cho chúng sanh phàm phu về sau chưa có đạo nghiệp chưa thành mà dám đi ra. Cũng giống như là mình có người nó yếu, cảm nó yếu, đi ra gió cái là trúng gió chết rồi. Thôi bữa nay mỗi người tùy phận tùy sức, ở tại nhà chân thật niệm Phật. Ông chồng ông nói cái gì cũng A Di Đà Phật xong. Nói cái gì kệ ông. Nó là giả mà, nó là mộng mà chấp chi trong đó. Chân thật niệm Phật. Hôm nay chúng tôi lên nói cái lòng chân thật. Nếu quý vị làm lợi ích, hôm nay thực sự không phải giống nhà ngồi đây 1.5 tiếng nói để có cái lợi lộc, là lên mình suy nghĩ mình nói rồi để mình có cái lợi, nghĩ rằng là người ta phải cúng tiền cho mình rồi mình mua chuộc họ. Mình phải suy nghĩ để mình nói. Thì cái nói này nó có cái sự đối đãi hơn thua, lợi hại được mất. Khó cảm được con người. Hôm nay chúng tôi lên nói là cái lòng nó rỗng tuếch, không rỗng toanh luôn, không có một cái ý nghĩ mua đồ gì cả. Mà nói làm sao chân thật, nói làm sao bằng tấm lòng chân thật, không có lừa gạt quý vị, để cho quý vị làm sao quý vị niệm được câu Phật hiệu. Thực sự hôm nay bằng tấm lòng chân tình như vậy. Mà cái người họ đã chịu niệm rồi là mình nói vài câu họ nghe họ đắc ấy họ niệm. Còn cái người mà họ không niệm rồi nó nói hoài, họ thích thiệt nhưng mà sau rồi cũng vậy à. Cho nên cái nghiệp của chúng sanh không phải đơn giản. Phật có thể là dùng cái thần thông dời cái hòn núi Tu Di từ bên này qua bên nọ được, mà cái nghiệp chúng sanh dời không nổi. Chỉ có cái pháp của Phật họ an trụ cho nó từ từ nó tiêu được, nếu con người này có căn lành chịu làm. Hồi nãy giờ chúng tôi nói những cái điều này, những người mà thực sự có căn lành lắm nghe mới thích thú mới hiểu. Người mà không có căn lành họ nghe họ thấy chán dữ lắm. Giờ mình đang sống có tiền có con có vợ có cuộc sống nhà cửa sờ sờ vậy mà ổng nói mộng
Ừ, bây giờ không chấp mộng, không chấp nhận là mộng phải không? Thọ mạng hết cái chết, xuôi hai tay ra đi, không giữ được cái gì, thân giữ cũng không được. Rồi bắt đầu theo gì? Nghiệp báo nó dắt. Tiếc của một cái phải không? Rồi làm loài ngạ quỷ. Sao mà thoát khỏi? Không duyên nơi Phật cảnh là phải duyên nơi là lục đạo thôi. Lúc đó rồi phải chấp nhận. Mà chấp nhận trong cái lúc đó là chấp nhận trong đau khổ, chấp nhận trong bắt buộc. Bây giờ mình chấp nhận trong quan hỷ, chấp nhận trong tự tại, sẵn sàng chờ đợi ra đi bất cứ lúc nào. Ấn Tổ nói là buổi tối, buổi sáng không đảm bảo được buổi tối. Làm được chuyện gì là làm tới nơi. Còn không đủ duyên thì thôi, khỏi phan duyên. Cứ chân thật niệm Phật. Đủ duyên tới mình làm. Có tiền xây chùa không có thôi cho mượn mỏ làm chi. Có tiền in kinh không có thôi cho mượn mỏ làm gì. Kêu gọi làm chi. Gọi là tùy duyên mà làm. Niệm một câu Phật hiệu chân thật không phan duyên, quý vị thành tựu. Câu Phật hiệu dễ niệm, cảnh cực lạc dễ sanh. Hôm nay có mấy gia đình đưa cha mẹ, ông bà về đây để ra đi đeo tang ngồi. Không phải bỗng không, nhiều đời có nhân duyên với Tam Bảo. Biết bao nhiêu người một ngày chết, xe tông, phá thai, rồi bệnh hoạn trong bệnh viện, họ được vào nghe một câu Phật hiệu trong Tam Bảo này đâu phải dễ. Nó phải có căn lành lắm chứ, đâu phải đơn giản đâu. Không phải chúng tôi nhân cách hóa vấn đề, mà sự thật là như vậy. Căn lành nhân duyên lắm họ mới về được cái ngôi tịnh thất để ở trong phòng hộ niệm. Bao nhiêu người niệm Phật cho họ, dẫu cho họ không có tu gì hết, họ vẫn không đọa vào ba cảnh ác. Bởi vì ra đi có câu Phật hiệu là an tâm. Cho Ấn Tổ nói là ra đi mà có câu Phật hiệu, mà đủ duyên về ngôi Tam Bảo, đó là người này không rớt vào ba đường ác. Cho nên hôm nay chúng tôi nói rồi, không biết khi nào nói lại nha. Đủ duyên mình gặp, mà thấy không gặp luôn là biết giờ chảnh rồi đó. Quyết định như vậy đi. Hôm nay chúng tôi chuẩn bị rất là nhiều. Chuẩn bị nghĩa là chỉ lấy những cái lời khai thị của Ấn Tổ. Chúng tôi muốn nói nhiều lắm, nhưng mà thứ nhất là cái thời gian không có. Thứ hai nữa là để cho quý vị về đây để tụng kinh đó. Chứ nhiều người chỉ có ngày Chủ Nhật họ về được, mà mới có 8-9 giờ giảng rồi họ không có tụng được kinh. Cho nên chiều hôm nay nếu mình không có việc gì là mình tụng nửa cuốn nữa cho nó hết bộ Vô Lượng Thọ, cúng thí thực. Hầu như là buổi sáng tới tu một buổi, xong rồi chiều đi về hết trơn. Kêu cơm thầy nhà ngon lắm, thôi lên ăn cơm được rồi. Không, tà tà như vậy mà làm sao Di Đà rước được. Rai rai như vậy dễ gì Như Lai độ. Phải quyết liệt, cố gắng ha. Thôi giờ đây 12 giờ kém rồi. Một cái điều dặn dò thêm nữa là cái máy mà quý vị mang đi theo á, cái máy lớn lớn á, cố gắng mình có đi đâu á, mình đeo trong người, nó cũng gọn, không đến nỗi lớn lắm. Để chừng khi nào vài tuần nữa đặt được cái máy này cũng tặng cho quý vị. Công nhận Phật tử ở tại tịnh thất Quan Âm được ưu tiên dễ sợ nha. Mấy người ở xa người ta năn nỉ, người ta xin bây giờ mấy trăm cái đang hẹn người ta. Thì những cái máy này nó rất là đắc lực, nghĩa là cái lúc mình quên á, cái rồi cái máy, cái tiếng nó phát ra, cái mình nhớ. Có cái cô bên Iceland, cô Thảo, cô nói ông bố chồng của con, ông không có biết tu cái gì hết trơn á. Ông kêu cái đời này mình đang sống như vậy, có tiền có của đi qua cái nước Iceland là cái nước thanh bình, mình ăn thịt ăn đồ cho sung sướng, vài bữa chết làm sao ăn, hưởng xài cho thoải mái đi. Biết sao tự nhiên ông nghe cái đĩa ông giác ngộ rồi, cái bắt đầu ông biết, ông quay đầu lại. Cái lúc lâm chung á, mở cái máy niệm Phật ra, cái ông tỉnh, ông niệm Phật suốt theo hộ niệm cho ông ra đi rất là tốt. Tuy rằng cái người đã tạo ác trong hiện tại, nhưng mà cái lúc lâm chung họ tỉnh ngộ ra được, nhờ cái những bài thuyết pháp, nhờ cái máy niệm Phật, họ nương theo đó cái họ thấy nó an vui. Cho nên cái máy này nó rất là đắc lực. Khi mà mình ở nhà mà không có người đông á, hộ niệm cho ông chồng chỗ này nó có một cái âm điệu 4 chữ mà niệm một đoạn, niệm một câu rồi có khoảng cách mình niệm á, cái âm điệu như trong cái phòng hộ niệm.
lấy cái máy này ra mình sử dụng bổ bối ha. Thôi giờ đây thời gian đã hết, chẳng nhàng cầu nguyện Hồng Ân Tâm Bảo, Đức Phật A Di Đà, Đức Quan Âm Thế Chí, phóng ánh ngọc hào quang gia hộ cho toàn thể quý Phật tử phát Bồ Đề tâm, tinh sâu nhân quả, đọc tụng Đại Thừa khuyến tấn hành giả, một đời này đồng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Dạng A Di Đà Phật. Giờ quý vị chúng ta đứng dậy để hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. Tám bài thuyết pháp của Đại sư Ấn Quang. Việt dịch: cư sĩ Đồ Nam. Đôi lời bày tỏ: hôm nay đủ nhân duyên, pháp hội niệm Phật A Di Đà do Pháp sư Thích Giác Nhàn trụ trì. Pháp sư nhiều năm theo học tịnh độ với Đại lão Hòa thượng Thượng Tịnh Hà Không qua kinh sách và băng đĩa. Hôm nay Pháp sư tiếp tục đi đường hướng của Ấn Quang Đại sư, là tổ thứ 13 trong Liên Tông Thập Tam Tổ. Những cuốn sách của Ngài là lời dạy từ nơi sở chứng của Ngài đã đạt được. Ngài đã tự tại vãng sanh về thế giới cực lạc của Phật A-di-đà. Theo như truyền thuyết trong sử liệu để lại, Ngài là hóa thân của Bồ Tát Đại Thế Chí. Với lòng kính tinh, chân thật, vâng lời và làm theo của Pháp sư Thích Giác Nhàn đối với Ấn Tổ. Vì vậy, hôm nay theo sự chỉ dạy của Pháp sư Thích Giác Nhàn, cho phép nhuận chánh được đọc những cuốn sách của Tổ Ấn Quang. Đây là nhân duyên và phước báo rất lớn đối với nhuận chánh. Vậy, kính mong những hành giả tịnh độ hữu duyên được gặp những sách nói của Tổ Ấn Quang, phát Bồ Đề tâm, chân thật lắng nghe và thật làm theo, thì có hữu ích rất lớn trên lộ trình tiến tu và thành tựu đạo nghiệp, để một đời vãng sanh Tây Phương, bất thoái thành Phật. A-di-đà Phật. Hôm nay là ngày 21 tháng 7 năm 2014. Nhuận chánh con xin đọc cuốn sách Tám bài thuyết pháp của Đại sư Ấn Quang. Kính mong quý vị lắng lòng thanh tịnh để lắng nghe. A-di-đà Phật. Duyên khởi. Đầu tháng 9 năm 1938, Pháp sư Viên Anh, nguyên là Hội trưởng Hội Phật giáo Trung Quốc, cùng các vị lãnh đạo Bồ Đề học hội như cư sĩ Khuất Văn Lục, cung thỉnh Đại sư Ấn Quang thuyết giảng tại Pháp hội Hộ Quốc Tiêu Tai được tổ chức ở Thượng Hải. Mỗi ngày, ông Đặng Huệ Tải đều dùng máy ghi âm ghi lại và chép ra thành sách, lấy tựa đề là Tám bài thuyết pháp của Đại sư Ấn Quang. Quyển sách này đã được cư sĩ Đồ Nam chuyển dịch ra Việt ngữ, ấn hành vào năm 1972. Trong lời nói đầu, Hòa thượng Viện chủ chùa Vạn Đức nhấn mạnh rằng cả một đời giáo hóa của Đại sư có thể gom vào 16 chữ sau đây: tránh dữ làm lành, giới sát ăn chay, tinh sâu nguyện thiết, niệm danh hiệu Phật. Vì thế, nội dung của quyển sách này cũng không ngoài 16 chữ trên. Ngài Ấn Quang, tổ thứ 13 của Tông Tịnh Độ, là một cao tăng cận đại, suốt thông tông giáo, chuyên dùng pháp môn niệm Phật, lợi mình lợi người. Lời dạy của Đại sư bình dị, chú trọng ở chỗ chân thật tu hành, nhằm để thoát ly luân hồi sinh tử. Cũng vậy, Hòa thượng Vạn Đức tuy chỉ dùng những lời nói đơn giản để khuyến tấn tăng ni Phật tử, nhưng khi thực hành
ai nấy đều được lợi ích. Từ đó có thể biết, nếu người thật tu, thật hạnh, lời nói phù hợp với việc làm, chắc chắn sẽ tác động lòng người. Mọi người sẽ tin tưởng theo đó tu hành. Sắp đến khóa tu niệm Phật, nhân lễ húy kỵ của Hòa Thượng khai sơn chùa Vạn Linh, thầy Pháp Đăng và thầy Tâm Huệ muốn in lại sách này để ấn tống lưu truyền, với ý nguyện mong muốn của mọi người luôn luôn ghi nhớ thấm nhuần lời dạy của Đại sư Ấn Quang, tin sâu nhân quả, bỏ ác làm lành, chân thật niệm Phật, để được lợi ích an vui cho chính mình và xã hội. Điều đó cũng chính là góp phần vào việc bảo hộ đất nước, tiêu trừ tai nạn. Thầy Pháp Đăng muốn tìm đến lão cư sĩ Đồ Nam để xin phép tái bản, nhưng người đã quy tiên. Nhưng tôi tin chắc người rất hoan hỷ khi quý thầy cùng các Phật tử làm việc pháp thí này. Tôi xin nhất tâm tùy hỷ, nguyện đem công đức này hồi hướng tất cả chúng sinh đồng tu tịnh độ, đồng sinh cực lạc, đồng thành Phật đạo. Tỳ kheo Thích Hoằng Tri kính ghi. Lời tựa. Đại sư Ấn Quang là bậc long tượng trong thế kỷ này. Về giáo thì thông cả tam tạng, về luật thì giới hạnh sáng rỡ, về thiền thì thấu triệt tâm tông, về tịnh thì tự hành hóa tha. Đúng là thiện tri thức của mọi người, đáng là đại đạo sư của mọi giới. Lời khai thị của đại sư là khuôn vàng cho hàng Phật tử cùng noi. Lời giảng dạy của đại sư là thước ngọc cho nhân thế cùng bước. Các thiện hữu hảo đồ ghi chép lại những chỗ giảng dạy khai thị của đại sư, in thành nhiều bộ sách để lưu truyền lợi ích cho đời. Trong đó tập Tám bài thuyết pháp hộ quốc tiêu tai là một. Phương châm giáo hóa một đời của đại sư có thể gom vào 16 chữ sau đây: tránh giữ làm lành, giới sát ăn chay, tinh sâu nguyện thiết, niệm danh hiệu Phật. Vì thế nên nội dung của tám bài thuyết pháp này cũng vẫn không ngoài 16 chữ trên. Ôi, khổ không ai chẳng chán mà ít người chịu tránh giữ, vui không ai chẳng ưa mà ít kẻ ham làm lành, phàm phu ai cũng chê mà tối ngày tưởng nghĩ trần lao, thánh nhân ai cũng thích mà biến trễ niệm Phật. Như thế thì nhân quả còn chưa tin hiểu, nói chi đến lý diệu nghĩa huyền. Nếu chịu nghe lời dạy khuyên thống thiết của đại sư mà thực hành thì tất sẽ được an lạc giải thoát. Phải biết, muốn hái quả ngon thì phải trồng giống tốt, muốn được bóng thẳng phải sửa hình ngay. Cá nhân làm lành lánh dữ, ăn chay niệm Phật thì cá nhân an lạc. Mọi người làm lành lánh dữ, ăn chay niệm Phật thì mọi người an lạc. Những ai biết thương mình lo đời không thể không quan tâm cố gắng nơi đây vậy. Cư sĩ Đồ Nam trong lúc thế duyên bận rộn, mưu sinh vất vả, lại hoàn thành được thiện sự này, có thể gọi là tận tâm tận lực vì Phật Pháp, vì chúng sinh. Nếu không phải xuất phát từ Đại Bồ Đề Tâm, Bồ Tát Nguyện thì không thể có được. Tôi xin nhất tâm tùy hỷ công đức vô lượng của cư sĩ. Hòa Thượng Thích Trí Tịnh kính đề. Lược sử của Đại sư Ấn Quang. Đại sư Ấn Quang là tổ thứ 13 của tông Tịnh Độ. Ngài sinh năm 1862, vãng sanh năm 1940. Sư họ Triệu, tên Thánh Lượng, tự Ấn Quang, biệt hiệu là Thường Đàm, quê ở Cáp Dương, tỉnh Thiểm Tây. Thở nhỏ theo nho học, thích đọc trình chu, từng bài bát Phật. Sau bị bệnh mắt lòa mới tịnh ngộ, chuyển sang nghiên cứu Phật. Do lòng chí thành nên cảm bệnh mắt được lành. Năm 21 tuổi, sư đến Nam Ngũ Đài ở núi Trung Nam, quy y với Hòa Thượng Đạo Thuần ở động Liên Hoa và xuất gia tại đó. Năm 1882, sư đến chùa Liên Hoa ở Trúc Khê, tỉnh Hồ Bắc. Không bao lâu, sư thọ cụ túc ở chùa Sông Khê, Hưng Yên, tỉnh Thiểm Tây. Lúc thọ giới,
Vì xưa cẩn thận và viết chữ khéo nên được cử làm chức thư ký. Do viết chữ quá nhiều, đôi mắt lại phát đỏ như huyết. Lúc trước nhân phơi kinh được xem bộ Long Thơ Tịnh Độ, biết rõ công đức niệm Phật, nên kỳ thọ giới này, ban đêm sau khi chúng an nghỉ, sư vẫn ngồi niệm Phật. Ban ngày cho đến lúc viết chữ, tâm cũng không rời Phật. Nhờ đó, tuy đôi mắt phát đỏ, vẫn có thể gắng gượng biên chép. Khi giới đàn vừa mãn, bệnh đau mắt cũng được lành. Do đây, sư biết công đức niệm Phật không thể nghĩ bàn. Và nhân duyên này cũng là đầu mối khiến sư quy hướng Tịnh Độ và khuyên người niệm Phật. Năm 26 tuổi, sư chuyên niệm Phật tại chùa Tư Phước ở núi Hồng Loa, lấy hiệu là Kế Lô Sơn Hành Giả để chỉ rõ chí mình. Sau, sư trụ nơi chùa Pháp Võ ở núi Phổ Đà ở Chiết Giang hơn 20 năm, sớm chiều chỉ xem Đại Tạng Kinh và niệm Phật, không cầu tiếng tâm. Đã hai lần đóng cửa dứt tuyệt muôn duyên để hôm sớm yên tu cầu chứng niệm Phật tá muội. Vào năm 1912, sư đăng bài ở Phật Thần Báo tại Thượng Hải, ký tên Thường Tàm, nổi danh xa gần. Lúc ấy sư vừa đúng 52 tuổi. Mấy năm sau, tung tích cũng bị người biết được, các nơi gửi thư hỏi đạo ngày càng đông. Sư đều từ bi chỉ dạy cư sĩ Tu Huất Như sưu tập băng tính của sư thành bộ sách Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, tái bản và bổ sung thêm nhiều lượt, truyền bá cả trong đến ngoài nước. Đến năm Dân Quốc thứ 18, cư sĩ Châu Mạnh Do đem quyến thuộc lên núi, ba bốn phen đảnh lễ, cầu khẩn xin nhận làm đệ tử tại gia. Sư quán xét cơ duyên, lý khó khước từ, bất đắc dĩ phải chấp thuận. Năm ấy, sư được 59 tuổi, mới thâu nhận đệ tử quy y lần đầu. Từ đó, hàng thiện tín, kẻ viết thư cầu làm đệ tử, người lên non xin được quy y, và tất cả đều y giáo phụng hành, ăn chay niệm Phật. Đại sư trì giới tinh nghiêm, không màng danh lợi, khắc khổ cần kiệm, đồ phục dụng tốt đẹp, cùng thức ăn uống ngon quý, người đem đến dân, nếu không tự khước được, cũng truyền tặng cho các vị xuất gia khác. Còn phẩm vật thông thường thì giao cho nhà kho của chùa để đại chúng dùng. Tất cả số tiền của Phật tử cúng dường riêng cho mình, sư đều đem in kinh sách hoặc cứu giúp các tai nạn hay ủng hộ vào những cơ quan từ thiện. Riêng mình chỉ giữ phần cơm thô áo vải đến trọn đời. Sư suốt đời hoằng dương pháp môn Tịnh Độ, khi hành đạo luôn giữ chặt ba nguyên tắc chính là không đảm đương các chức trụ trì, không thâu nhận đồ chúng, không quyên mộ khuyến hóa và ngồi tòa cao đẹp. Cách giáo hóa của sư chỉ đem những sự lý thiết thực bình thường để khuyên bảo. Tuy chính mình hiểu sâu tông giáo, song không chuộng huyền luận cao đàm. Sư còn thành lập Hoằng Hóa Xã, giao cho người coi sóc, mình lãnh phần chỉ đạo để ấn tống hoặc phát hành kinh sách. Trong hơn 20 năm, nơi đây đã lưu hành trên 1 triệu bức tượng Phật, Bồ Tát và hơn 5 triệu bộ kinh sách thích ứng với thời cơ. Năm 70 tuổi, sư đóng cửa chuyên tu tại chùa Báo Ân, huyện Ngô. Lúc đầu, sư không tiếp khách. Về sau, sư mới ra chỉ dạy cho đại chúng. Sư từng tu chỉnh tập sử liệu về 4 danh sơn Phổ Đà, Thanh Lương, Nga Mi, Cửu Hoa. Sư cũng xây dựng lại chùa Linh Nham do Hòa Thượng Chân Đạt chủ sự công trình. Và từ đó, Linh Nham trở thành đạo tràng niệm Phật thuộc tông Tịnh Độ và bậc nhất lúc bấy giờ. Năm Dân Quốc thứ 29, ngày 24 tháng 10 năm 1940, sư dự biết kỳ vãng sanh cho triệu tập chư tăng và cư sĩ về chùa Linh Nham. Trong buổi hội đàm, sư suy cử Hòa Thượng Diệu Chân kế nhiệm trụ trì, dặn dò các việc mai sau và bảo pháp môn niệm Phật không có chi đặc biệt lạ kỳ, chỉ cần khẩn thiết chí thành thì không ai chặn được Phật tiếp dẫn. Qua ngày 14 tháng 11, sư cảm bệnh nhẹ, song vẫn tinh tấn niệm Phật. Niệm xong, bảo đem nước rửa tay
rồi đứng lên nói: Phật A-di-đà đến tiếp dẫn, tôi sắp đi đây. Đại chúng phải tín nguyện niệm Phật, cầu sanh về Tây Phương. Nói rồi, bước lại ghế ngồi kiết già, chắp tay trì danh theo tiếng trợ niệm của đại chúng, an lành viên tịch. Lúc ấy, sư Tăng Lạp được 60, hưởng thọ 80 tuổi. Rằm tháng 2 năm sau, nhằm thánh tiết Phật nhập Niết Bàn, cũng vừa đúng kỳ sư vãng sanh được 100 ngày. Hàng đạo tục các nơi hội về Linh Nham, trên 2.000 người sắp đặt lễ trà tỳ. Sau khi hòa thượng Chân Đạt cầm đuốc cử hỏa, khói bay lên trắng như tuyết, hiện ra ánh sáng năm sắc. Hôm sau, hòa thượng Diệu Chân cùng đại chúng đến khám nghiệm, thấy Xá Lợi hiện ra nhiều hình dáng đủ các màu, có thứ gồm ngũ sắc, tất cả đều cứng như khoáng chất, gõ vào phát ra tiếng trong thanh. Đại chúng lựa chia thành 6 phần. 1. Nha sĩ Xá Lợi gồm 32 cái răng. 2. Ngũ sắc Xá Lợi châu, nhiều hạt tròn sáng. 3. Ngũ sắc Tiểu Xá Lợi hoa, hình như các đóa hoa nhỏ. 4. Ngũ sắc Đại Xá Lợi hoa, hình như những đóa hoa lớn. 5. Ngũ sắc Huyết Xá Lợi, do huyết nhục hóa thành. 6. Ngũ sắc Xá Lợi khối, gồm những khối có nhiều hình dáng màu sắc. Tất cả đều để lòng vào kiến, được trân trọng giữ gìn, phụng thờ tại chùa Linh Nham. Nhân ngày kỷ niệm một năm viên tịch, các liên hữu xuất gia cũng như tại gia đồng suy tôn sư làm vị tổ thứ 13 của tông Tịnh Độ. Bài thứ nhất: Niệm Phật, ăn chay là căn bản để hộ quốc tiêu tai. Ấn Quang tôi vốn là một nhà sư tầm thường, bữa cháo bữa cơm, vô tri vô thức, chỉ biết niệm mấy câu Phật. Tuy sống trong đời trống rỗng hơn 70 năm, nhưng ở Phật Pháp thật không có sự nghiên cứu triệt để. Lần này vì các ông ở hội hộ quốc tiêu tai mời tham gia, chẳng thể chối từ. Vả lại, có liên quan đến phước lợi của quốc gia, cũng là trách nhiệm phải làm tròn, nên tôi chẳng ngại quê mùa đến dự hội này. Nhưng bài giảng ngày nay cũng không có lý luận gì cao siêu, chỉ thuật phương pháp căn bản để hộ quốc tiêu tai. Mục đích của pháp hội lần này là hộ quốc tiêu tai, nhưng làm sao mới đạt đến mục đích đó? Tôi cho là phương pháp căn bản ở chỗ niệm Phật. Vì kiếp đao binh tàn sát và hết thảy tai nạn đều là chỗ cảm triệu của ác nghiệp chúng sanh. Nếu hết thảy mọi người đều có thể niệm Phật thì nghiệp này liền có khả năng chuyển đi. Nếu có một số ít người có thể niệm Phật thì cũng có khả năng giảm bớt. Pháp môn niệm Phật tuy để cầu sinh tịnh độ, liễu sinh thoát tử mà dựng nên, nhưng sức tiêu trừ nghiệp chướng của niệm Phật thật cũng cực lớn lao. Mà người chân chính niệm Phật ắt trước phải phòng ngừa tà quấy, bảo tồn thành thật, dốc lòng luôn thường, làm hết bổn phận, ngăn ngừa các điều ác, làm tròn các việc lành. Lại càng cần hiểu rõ nhân quả, tự mình thực hành và giáo hóa kẻ khác. Ngày nay, những tà thuyết phi thánh, vô thần, tàn hại nhân nghĩa đều là của những kẻ phá hoại, bài xích nhân quả luân hồi đặt ra, đến nỗi sinh ra các ác quả này. Nếu ai cũng hiểu rõ lý nhân quả thì không người nào dám xướng lên những tà thuyết sai lầm đó. Vì ở thế gian, những người thuần là hiền lương thì rất ít, mà những người thuần là hư hỏng cũng rất ít. Phần nhiều đều có thể chuyển đổi thành hiền lương hay hư hỏng, tốt hay xấu. Cho nên, sự giáo hóa rất là cần yếu. Khổng Tử nói, chỉ có bậc thượng trí và bậc hạ ngu là chẳng dời đổi. Nên chỉ cần thêm vào sự giáo hóa, liền có thể khiến cho họ cải ác về thiện, liền giao đồ tể xuống, lập tức thành Phật. Chỉ ở sự tin tưởng và gắng sức thực hành của mọi người mà thôi. Xã hội ngày nay sở dĩ rối loạn, tức là duyên cớ không có giáo hóa. Nhưng giáo hóa cần phải bắt đầu từ lúc tuổi còn nhỏ. Như câu tục ngữ nói, dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở ban sơ mới về.
Nếu lúc tuổi còn nhỏ chẳng dạy dỗ, thì lúc lớn lên khó uốn nắn nổi. Tại sao? Vì đã thành thói quen, không có phương pháp nào để thay đổi được. Nên người niệm Phật phải chú ý dạy dỗ con cái mình, khiến chúng trở nên người lương thiện, có tâm tốt lành, lời nói tốt lành, việc làm tốt lành. Quả nhiên, có thể hết thảy mọi người như thế, thì tai nạn tự tiêu, quốc gia cũng có khả năng bảo tồn thái bình, thịnh trị lâu dài. Pháp môn niệm Phật, căn bản diệu đế ở ba quyển kinh Tịnh Độ, Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ và A-di-đà. Mà trong kinh Hoa Nghiêm, chỗ tỏ rõ ở phẩm Phổ Hiền hành nguyện, càng là hành nguyện căn bản, chẳng thể thiếu. Vì đồng tử thiện tài, lấy thập tính mãn tâm, tham vấn tỷ kheo Đức Vân, liền được dạy cho pháp môn niệm Phật, được vào vị sơ trụ, chứng Phật quả từng phần. Từ đó, trải qua tham học hơn 50 vị thiện tri thức, tùy nghe từ chứng, từ vị nhị trụ cho đến vị thập địa, trải qua 40 quả vị, sau rốt, ở nơi Bồ Tát Phổ Hiền được khai thị, và nhờ oai thần lực gia bị, nên chỗ chứng cùng với Ngài Phổ Hiền bằng nhau, cùng với chư Phật bằng nhau, liền thành đẳng giác Bồ Tát. Rồi sau rốt Bồ Tát Phổ Hiền, dùng 10 nguyện vương lớn, dẫn về Cực Lạc để khuyến tấn. Hiện tại và Hoa Tạng hạ chúng, hết thảy tiến hành cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, mong viên mãn quả vị Phật. Cho nên biết, pháp môn niệm Phật bắt đầu từ kẻ phàm phu cũng có thể được vào, mà rốt cuộc đến đẳng giác Bồ Tát cũng chẳng thể vượt ra ngoài. Thật là pháp môn tổng trì từ đầu đến cuối của hết thảy chư Phật mười phương ba đời, trên thành Phật đạo, dưới hóa độ chúng sanh, nên được cửu giới cùng quy y, mười phương cùng khen ngợi, ngàn cuốn kinh đều bày tỏ, muôn cuốn luận đều tuyên dương. Phàm người học Phật có một việc cần chú ý, tức là phải kiêng cử ăn mặn, vì ăn mặn có thể tăng thêm cơ hội giết chóc. Con người và hết thảy các loài động vật cùng sinh ra trong khoảng trời đất, tâm tánh giống như nhau, bởi nhân duyên ác nghiệp đến nỗi hình thể khác xa nhau. Nếu đời này mình ăn nó, đời sau nó ăn trở lại mình, oan oan tương báo, sẽ đời đời kiếp kiếp không khi nào hết cơ hội giết chóc. Quả nhiên, có thể người ăn chay liền có khả năng bồi dưỡng tâm từ bi của mình mà tránh khỏi cơ hội giết chóc. Nếu chẳng như thế, thì dẫu có niệm Phật mà vẫn mưu tính cho ngon miệng, ăn những món thịt cá tanh hôi, thì có thể được lợi ích của học Phật là bao nhiêu? Lại nữa, người ngày nay ưa nói thiền định tu cả hai, xét ra chỗ gọi là tu cả hai ngồi thiền, kháng câu thoại đầu niệm Phật là ai? Đây vẫn chỉ là chú trọng ở tham cứu, cùng với sinh tính phát nguyện, cầu vãng sanh của Tịnh Độ Tông, hai việc khác xa. Lại thiền tông, chỗ bảo là minh tâm kiến tánh thành Phật, là chỉ tự mình thấy Phật tánh, vốn sẵn đủ ngay nơi tâm người này mà nói. Chỗ mật tông bảo là tức thân thành Phật, cũng là lấy ngay thân này liễu sinh thoát tử, làm thành Phật. Nếu liền nhận cho là có thể thành Phật, vạn đức đầy đủ, phước hệ viên mãn, thì là sai lầm rất lớn. Vì chứng kiến tánh thành Phật của nhà thiền là địa vị đại triệt đại ngộ, cần phải có thể dứt khai hoặc kiến từ trong tam giới mới có thể liễu sinh thoát tử. Tức thân thành Phật của mật tông chỉ ở địa vị liễu sinh thoát tử mà thôi. Như thế thì ở tiểu thừa bậc A-la-hán cũng liễu sinh thoát tử, mà ở vị sơ tính dứt kiến hoặc, vị thất tính dứt tư hoặc liền đã liễu sinh thoát tử. Vị thất tính cùng với A-la-hán liễu sinh tử tuy giống nhau, mà thần thông đạo lực của thất tính thì khác A-la-hán xa. Đến bát cửu thập tính, phá trần xa hoặc, đến tâm sâu, thập tính phá nhất phẩm vô minh, chứng nhất phẩm tam đức, bi tạng mà vào vị sơ trụ. Đây là pháp thân đại sĩ, trải qua thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác, gồm 41 vị mới vào Phật vị. Đường đi trải qua xa vời như thế, há vừa mới bước lên, có thể đến liền được ư? Người tu Tịnh Độ, một khi đã sinh về Tây Phương, liền vượt thoát sinh tử, cũng là tức thân thành Phật.
Nhưng Tịnh Độ Tông không lập ra thuyết tiếm phận này, mà chỉ nhờ vào sức mình của Thiền Tông đem sự khó dễ ra so sánh, thì khác xa nhau một trời một vực. Tôi mong các ông dự pháp hội này nên suy nghĩ, cân nhắc cho kỹ. Thank you.